với bà Thơm mới nấu nấu gì đâu, chả giò là thiệt ngon hả? Để nó mời sư phụ á, trước khi mở đồ ăn ra để một chén thuốc bắc cho nó. Trời ơi, thuốc bắc là cái thuốc khô nhất, ai mà thèm uống. Uống rồi nó đắng, nó cái lưỡi nó mất hết mùi vị phải không? Cũng như mời lại trời đừng ăn phải không? Đâu quý vị cứ chụp video sư phụ hoài vậy, rồi để ra có đẹp đẽ vậy không, lát cho sư phụ coi một chút coi. Tại vì á quý vị làm mất mặt tôi hết trơn. Không lẽ mặt sư phụ đẹp như vậy nè. Nó làm lên tivi xấu như vậy đó. Nhưng có khi nó làm lên tivi còn đẹp hơn mặt thường. Rồi cái người ta lại người ta truyền tâm ấn, người ta coi mặt sư phụ nó thất vọng. Ở nhà coi tivi đẹp hơn. Cái bạn lai diện mục nó hơi xấu đó chứ. Bữa hôm mùng 1 Tết quên cắn hạt dưa hả? Ăn không nổi nữa hả? À. Nhưng mà tại có người mua lại nhiều chứ đâu phải mình mua. Là ai mua đây? Hả? Chứ sư sẽ mày lại rồi. Ở Trung Quốc đến mà nè. Mấy người tàu mà mua lại hả? Vậy hả? Ừ. Vậy hả? Hèn chi hỏi quá trời, hỏi tới bên này luôn, hỏi tới sư phụ luôn. Sao mà không biết địa chỉ? À, nó biết rồi. Tại mấy người vậy nè, sư phụ đó biểu đừng có copy tầm bậy tivi cho anh ta. Nó cứ cọp đại à. Nó cọp không, nó không để tên để tuổi ai chứ. Địa chỉ là dĩ nhiên không có rồi. Hoặc là nhiều khi họ cọp vào để họ coi thôi. Rồi người kia mượn sách đi mất. Sách đi rồi mượn. Cái người mượn thì direct á. Mà người mượn liền nó thì có thể biết được địa chỉ, biết ai. Nhưng mà cái người người cho mượn nữa rồi cứ cho mượn hoài ra rồi biết rồi. Không ai biết ai. Rồi nhà cứ kêu cứu sư phụ hoài. Cái gì? Tại San Diego bắt đầu thấy chúng con các đồng tu cứ điện thoại nhau á. Thì đến giờ đó được nghe lên sư phụ lên tivi rất là mừng. Mừng quá rồi. Cái gì mà mừng dữ vậy? Dạ lần đầu tiên. Dạ lần đầu tiên. Lần đầu tiên á hả? Vâng. Tại quý vị lần đầu tiên để lên mới lần đầu tiên lên chứ. Yeah. Ở Đài Loan, Đài Loan nó để đều đều nhé. Hồi trước có một cái đài chuyên môn để sư phụ 24 tiếng đồng hồ. Sau này bị ông sư khác ông kiện. Ông ơi, cái gì mà để hoài, cái gì mà thanh hải vô thượng sư hoài trên 24 tiếng đồng hồ vậy? Kiện. Rồi lần sau này nó à thôi được rồi, thôi để ông vô nữa đi. Chứ mà cái đài đó đâu phải của sư phụ. Không phải sư phụ mua. Mà cũng không phải là đệ tử của sư phụ nữa. Thấy chưa? Tự nhiên ta năn nỉ lại người ta, ta đem lên vậy đó. À, mua nguyên cái đài để sư phụ vô thiệt là cũng kỳ. Người kỳ cục vậy. Đấy, nhiều khi người ngoài người ta không biết, ta tưởng đâu sư phụ mua. Ủa đâu, sư phụ đâu có tiền đâu mà mua gì, mua cái đài tivi đâu, chuyện dễ. Chưa mà để 24 tiếng đồng hồ nữa. Trời ơi. Nói là
hồi xưa không biết giờ sư phụ, thành ra chống đối sư phụ, nhưng bây giờ hối hận lắm, muốn gặp được sư phụ để sám hối. Dạ. Đâu người nào đâu. Dạ mà rồi ở nhà quý vị gác điện thoại đó, nói là sư phụ đã đi rồi. Thì đi rồi. Dạ. Họ có nói là để khi nào có sư phụ về họ xin đến gặp sư phụ để sám hối. Không cho biết tên. Dạ. Không cho biết tên sao dám tới sám hối. Dạ. Dạ. Họ cũng chắc gặp sư phụ thì họ tự xưng danh, nhưng mà vậy hả? Dạ. Thôi không sao đâu, nói sám hối thôi, khỏi tới làm chi mất công. Dạ. Ừ. Không, nhưng mà ai đến cũng được hết á. Dạ. Khỏi cần. Ừ. Người nào đến mình cũng hoan nghênh hết. Dạ. Dạ, thế giờ rồi thì cũng nghe sư phụ tiếp đón tất cả mọi người đó. Ừ. Thành ra chắc ông đó, ông thấy rằng có cơ hội, ông gặp được sư phụ để sám hối. Dạ, tự nhiên đến chứ. Đến rồi rồi ở đó sám hối luôn, chứ cần phải gọi điện thoại trước. Dạ. Phải không? Thì ông tưởng, cũng tưởng là sư phụ còn ở lại nhiều ngày. Dạ. Chắc là sau đó mới nghe theo đó rồi nó lỡ rồi phải không? Dạ. Vậy hả? Dạ. Vậy hả? Đâu có người nào mà sám hối hay gì cả. Dạ. Hả? Dạ, thế chắc cũng tới có ngày họ thức tỉnh rồi sư phụ. Dạ. Thức tỉnh hả? Dạ. Chửi riết rồi có tỉnh à? Dạ. Chửi hoài mỗi ngày cái niệm thanh hải rồi chửi hoài riết. Riết cũng bị gia trì luôn. Ghét của nào trời trao của đó không? Niệm hoài thế nào nó cũng nhiễm. À, có gia đình cũng vui lắm. À, cô đó cô kể sư phụ nghe, nó chợ ba con hồi đó giờ ha, là chống sư phụ dữ lắm, mà chửi má con dữ lắm. Nó không cho theo sư phụ đó, má con chứ con phải đi lén này kia kia nọ. Nó tự nhiên bữa Tết đó, cái ông bận đồ sáng tắm rửa sạch sẽ, bận đồ đàng hoàng vô nói muốn đi thăm sư phụ. Bà già hết hồn. Bà già hết hồn. You go down and have some translation. Please descend from your high level so that you can laugh. So that you can laugh with us, the mortals. Rồi cái bà già hết hồn cũng không biết nói sao, thôi làm thinh luôn. Không dám hỏi tại sao bây giờ ông đổi mà 360 độ vậy. À. Hồi đó ngày nào cũng lén lén hết trơn à. Đấy, cái tự nhiên cái bữa sáng mùng 1 mà sư phụ ở Santa Ana đó, không phải? Montclair đó. À, sáng dậy thiệt sớm tắm rửa, quần áo sạch sẽ rồi nói đi theo đi lên thăm sư phụ. Nhiều người vậy lắm. Cái bằng sự thật thì thế nào nó cũng ra như ánh sáng bây giờ. Của đạo tràng mình để trong hội chợ Tết đó sư phụ. Ê. Cũng được chiêu cố và người Việt Nam mình thỉnh cái cuốn sách Tức Khắc Khai Ngộ dữ lắm. Cái cuốn sách lớn hay sách nhỏ? Dạ nhỏ. À sách nhỏ, bây giờ sách lớn chưa in ra hả? Sách lớn in ra chưa Billy? Chưa. Pháp tiếng Việt, sư phụ thuyết pháp tiếng Việt ở bên Mèo Lý đó, cái 4 cuốn bằng đó nghĩa là không đồng bào nghĩa là mua giành giật mua, đến hôm nay vẫn cũng ngần nào ra cũng hết lần đầu. Mèo Lý nói gì đâu, nói nhiều lắm mà nói về cái vấn đề ở bên Việt Nam nó thành đâu có. Có sư phụ làm gì ở Mèo Lý, làm gì nói gì nữa. Mèo Lý sư phụ nói về ở với chúng con ở chỗ 4 cuốn ở Mèo Lý. Về cái tư cách tư hành. Ủa, hồi nào đâu vậy? Có hay lắm ạ, cái 4 cuốn. Làm gì không... mà nói tiếng Việt Nam bao giờ có, đâu? Có đấy ạ, có 4 cuốn. À, hay quá tế độ ạ, vâng. Vâng, ngần nào cũng hết ạ, vâng, mà một không có một, vâng, không có một tiếng nào là bỏ được hết ạ. Hả? Là muốn đâu lấy coi coi. Hay lắm ạ. Hay quá vậy hả? Quá hay chứ. Vậy hả? Thuộc từ chữ. Vậy hả? Sư phụ quên mất. Vâng. Quên mình, mất. Một mình con mua về là đi mỗi một 4 cuốn mà con mua về 20 cuốn mà về giành giật nhau, không biết cũng không biết làm, vẫn buồn nhau trong cộng cộng tu với nhau vẫn còn buồn vui nữa. Thì con làm cho mua như vậy là nhiều rồi. Thành ra người nào cũng muốn có hết ạ. Thế là nghe bây giờ nghĩa là lúc nào trong nhà con cũng nghe cái cuốn băng đó, nghe hoài không chán ạ. Chinese go outside, vâng. Behind.
có lẽ cuốn đó là để tất cả những mở mắt ra những cái chuyện mà nói xin lỗi là nói xấu sư phụ ạ. Cái đó, hả? Vâng, cái đó là cái mà sao sư phụ nói là nào hay lắm ai, mà, ai thâu vậy, chỗ nào cũng nghe hết sư phụ ạ, chứ không phải là vâng ngộ vậy. Có con sư phụ nói ở trên nẻo lý là vâng, ở trong mấy gọi tức là nó ở Đài Loan đó hả? Vâng, Đài Loan ạ. Vâng, ủa Đài Loan vâng, sao vâng. Sao ở Tàu mà sao nói tiếng Việt, tiếng Việt ạ. Vâng, thiệt đạo tràng ạ, ở đạo tràng hôm thiền thất ạ. Vậy hả? Vâng, thiền thất nẻo lý nói rồi cũng có thâu lại hả? Hay, vâng. Ồ ngộ vậy ta. Gặp riêng mà đâu có thu đâu. Trời hay lắm sư phụ. Ở trong xe của mỗi đồng tu đều có cuốn băng đó nghe suốt ngày. Dạ. Nhưng mà gặp riêng với sư phụ đâu có nhớ là có thu hay, hình, thu thu băng gì đâu. Dạ bữa đó sư phụ dạy dỗ một đồng tu và đồng thời nói là bổn phận người tu hành phải thế nào. Vậy hả? Tư cách người tu hành không phải mà đi nói hành, nói lén người ta như vậy. Khi mà cái chuyện nó không có đúng, nếu có đúng như vậy thì có thể đưa ý kiến cho sư phụ, chứ không phải mà đi nói hành nói lén như vậy thì không có người tu hành không phải là người nói hành. Mà dạ nhiều câu sư phụ nói thật là hay vậy hả? Lâu lắm sư phụ nghe lại coi. Hồi nào đó vậy đó mà có nói tiếng Việt Nam hả? Dạ thiền thất hả? Dạ thiền thất hôm tháng 8. Sư phụ la hả? Không có la hả? Nó nhẹ nhàng hả? Chửi nhẹ nhàng hả? Vậy ngủ vậy? Nói trong nhà bếp hả? Mà thường thường nói chuyện với người Việt Nam mình đâu có thâu đâu. Không. Vậy cũng thâu đại vậy đó hả? À, cái kiểu đó mà hại sư phụ hoài. Thích quá. Nói vậy hả? Như vậy thật là một sự trả lời đích đáng cho những kẻ mà họ có ác ý. Sư phụ vậy hả? Dạ. Cũng không phải ác ý gì lắm, nhiều khi họ không hiểu đó. Họ không có kiên nhẫn mà tìm tòi cái sự thật. Họ nghe bên này họ nghe bên kia rồi họ cứ theo cái tâm phàm phu nó quen đi, hiểu chưa? Thích nói chuyện hành nói tội, nó hành nó tội đó. Rồi lại cái chưa có học hành về đạo nhiều đó, thành cái trình độ nó cũng phán đoán nó cũng hơi ít á. Nhiều cũng vì họ không hiểu được sư phụ thì sư phụ cũng không trách họ. Nhưng mà bổn phận của cái người tu hành thì phải như vậy, chứ không có thể mà nói càng nói phỏng đoán rồi như vậy. Hay vậy hả? Dạ. Hay lắm hả? Dạ hay. Những cái chuyện nó thường có gì đâu mà hay dữ vậy. Bán hết rồi, còn có bốn cuốn này thôi hả? Bốn cuốn này dành lại đó hả? Thì nếu cái nào hay rồi còn thích thì làm cho nhiều chứ sao làm ít quá vậy? Hả? Dạ thưa mong Claire làm dữ lắm mà không kịp bán. Làm dữ lắm cũng không kịp nữa. Dạ. Rồi kỳ này rồi mời sư phụ đi hoằng pháp rồi không có chuẩn bị rồi sư nói dành nhau nữa rồi làm sao? Lại kéo áo sư phụ. Dạ sao? Thưa thì dạ từ hôm nay cũng tận lực làm ở Mông Cái làm nào mà hay, cái nào mà thấy mà đồng bào thích nhiều thì làm lẽ chứ để nó lại nó hỏi sư phụ mệt đó. Dạ. Ta đâu có biết mấy cái chuyện này. Yeah. Quý vị tưởng đâu sư phụ có nhớ mấy cái này, không có. Bây giờ nghe lại cũng giống như là ai nói vậy, không phải sư phụ nói, hiểu chưa? Nói rồi quên rồi à. Ít cứ khi nhớ cái gì nhớ mà nhớ chút vậy thôi. Ví dụ nói lại quý vị nói một vài câu vậy á. Ở sư phụ nghe nhớ hình như có nói câu đó vậy thôi chứ ít khi nhớ. Cái này chắc thâu lén hay như vậy sư phụ, biểu đừng thâu mà phải không? Bữa đó biểu đừng thâu mà chắc thâu lén ha. Mai mốt sư phụ có nói hành ai cũng ráng cũng phải kỹ lưỡng chút. Vậy hả? Trời, tại vì tụi con hồi nào giờ cũng có muốn một cái cơ hội nào để mà nói lên cái sự lầm lẫn của họ đó, nhưng mà tụi con không có cơ hội. Và với tụi con thấy rằng cũng không có nên trả lời với họ làm chi. Và bây giờ nghe trong băng sư phụ nói tụi con thích quá. Và tất cả mọi đồng tu đi trên xe hơi hãy bước lên xe là nghe có cái băng này không à? Đâu nào cái băng nào đâu coi. Dạ. Lựa coi. Như tư cách người tu hành đó hả? Cuốn số 1. Dạ. Đâu để sư phụ nghe coi hay để lát ta nghe riêng đi. Hả? Sư phụ ít cứ khi nghe mấy cái này. Bữa hôm trước đi cái bác về chở sư phụ đi ha.
chở lên xe cái ông mở cái hôm Tết tất niên gì đâu, không phải không, hôm Tết. Tết Đoan Ngọ. Không, hôm trước, không, không phải. Ông mở cái Hồng Kông á. Dạ. Sư phụ nói chuyện với người đồng bào Hồng Kông á. Dạ, dạ. Sư phụ nghe như là mới tin chứ nghe dạ. lần nào. Dạ. Thiệt là hay, dạ. nghe ngồi cũng mê luôn, sư phụ cũng dạ. mê luôn rồi. Dạ. Dạ, tụi thiệt con đó. Cũng thuộc hết, sư phụ nói những cái lời gì với đồng bào tụi con thuộc hết. Tại thiệt con mê nghe thiệt, dạ. Nhưng mà nghe rồi quên mất rồi, bữa nay quên dạ. mất rồi. Nhưng mà nhớ là nghe Hồng Kông. Rồi ngồi nghe mê hoài mà cái cô Thơm cứ nói chuyện này chuyện kia, sư phụ đó đừng có nói để ta nghe. Còn la cô Thơm nữa. Để nghe không mê sợ nó mất cái câu khác rồi quên không biết nói cái gì. Sư phụ cứ bị nói chuyện gì lớn quá để ta nghe cái này. Quên mất rồi, mình nghe của mình. Tụi nó đằng sau nghe nó ngồi cũng chúm chím cười. Hèn chứ ta nghe nó mê ha. Ừ. Bữa sư phụ nghe ta thấy cũng mê thiệt. Thí dụ người nào nói về sư phụ cũng mê nữa đó. Cái video ở Costa Rica sư phụ nói việc về người tị nạn Việt Nam đó sư phụ. Dạ, bà con đồng cái nào? Tu. Cái nào? Dạ, cái cuốn mà sư phụ dạ sư phụ rơi lại nhiều nhất. Vậy hả? Dạ. Mà bà con đồng tu tranh nhau mua sư phụ. Bữa nay ở đạo tràng cũng hết rồi. Gì? 1000 cuốn mà hết hả? Nghe nói 1000 cuốn luôn mà. Dạ, con không biết bao nhiêu nhưng mà sao phải mà... không? Nghe nói mới, là mỗi lần xuất hành, mỗi lần xuất hành phát hành gì 1000 cuốn mà phải không? Dạ, mới gửi qua sao nữa chứ. Dạ, hết đó. Rồi. Dạ. Hay quá ta. Tới bữa nay thì dường như là mới qua nữa đó sư phụ. Sư phụ bán nước mắt của mình lẹo quá hả? Hôm nay mốt khóc hoài à. Dạ. Bán nước mắt lấy tiền. Tại hôm đó ha. Mấy ngày trước sư phụ cũng có ngủ á, lâu rồi. Nghĩ không biết làm sao mà giúp cho người đồng bào tị nạn Việt Nam á. Tại biết mỗi ngày họ chờ đợi khắc khoải vậy lắm. Mình ở ngoài này tự do biết không? Có gì ạ? Muốn gì được nấy. Được cái đời sống mình nó đảm bảo rồi. Mình không có thấy cái thời khắc nó đi qua chậm chạp như như cái đời sống của họ bên đó. Có nhiều người tự tử, nhiều người bị hãm hiếp này đủ thứ. Mỗi ngày họ khắc khoải, họ lo sợ hồi hộp ở trong á. Rồi còn bị sợ đuổi về Việt Nam nữa. Đã ở trong trại đã thiếu thốn đủ điều mà đã cam nhẫn chịu được rồi mà còn đòi bị đuổi về nữa, còn tệ hơn cái đó nữa. Đã mỗi ngày nó dài. Dài á, nhất nhật tại tù thiên thu tại ngoại biết không. Tuy là nói là thân phận tị nạn mà cũng hơi giống tù á. Đâu có đi ra đâu được đâu. Nó đòi hỏi gì được đâu. Cho gì lấy nấy hả? Rồi sư phụ có nghĩ hoài. Nhiều khi sư phụ cũng không có muốn để ý tới vấn đề đó nữa. Tại cũng biết đời nó là vô thường. Cũng biết là nhân quả thôi. Nhưng mà không thể nào quên cái sự đau khổ của họ, hiểu không? Hiểu chưa? Là cứ nghĩ hoài, nghĩ tới luôn không biết làm chuyện gì đó. Là cứ muốn đi gặp mấy ông tổng thống á. Đặng... xin mấy ông nghĩ lại đó, cứu người Việt Nam đem qua làm cho làm là công dân mà của nước họ. Có nhiều ông từ chối đó, sư phụ buồn đó. Tại sư phụ nghĩ rằng đi từng ông này tới ông kia đi biết bao chừng nào mà nó mới xong. Có người thì nhận mình nói chuyện, có người thì không có tiếp mình, thí dụ vậy đó. Rồi biết làm cái gì để cho thế giới họ biết giùm cho người Việt Nam, hiểu chưa? Thấy nó có vẻ mênh mông mờ mịt quá, không biết bắt đầu từ đâu đó mà làm cho nó chính xác, làm cho nó lẹ. Tại vì thì giờ gấp rút không, nó biết đuổi đi về lúc nào rồi. Người ta bên đó mỗi ngày có người tự sát, có người tuyệt thực này kia đó, nó có vẻ gấp gáp quá đi, hiểu chưa? Rồi sư phụ ngồi đó không biết cái chuyện. Tuy rằng nhiều khi sư phụ biết rằng mai mốt nó cũng được, nhưng mà trong cái lúc họ chờ đợi, cái sự nóng nóng nảy của họ, cái nóng ruột của họ đó, nó lan tới sư phụ, hiểu chưa? Nó làm cho sư phụ cũng nóng nảy, hiểu chưa? Tại cái sự đau khổ của người ta nó lan tới mình, cũng giống như mình cũng đau khổ như họ, cũng như ngồi trên lửa, hiểu chưa? Cũng như nó cứu binh như cứu lửa. Thành ra sư phụ thấy nó ngày nó dài quá mà không biết làm từ đâu á. Nhiều khi cũng biết, nhưng mà nó cái sự chờ đợi đó nó lâu quá. Thành ra bữa đó ngồi nói chuyện nói không ra tiếng mà
ở trong tim mình nó có cái gì nó bực ra hết cái đó thôi. Chứ bây giờ mình ngăn nó cũng không được, phải không? Thường thường sư phụ đâu có nói chuyện Việt Nam tị nạn với mấy người ngoại quốc làm gì chứ. Tại sư phụ muốn giữ cho cái địa vị trung lập của mình, phải chưa? Chứ mà cứ nói hoài người ta cứ nghĩ cô là người Việt Nam, cô người Việt Nam vậy, đi đâu nói chuyện cũng khó, hiểu không? Người Việt Nam đã là tị nạn rồi, không ai coi ra gì hết rồi, mình cứ nói tôi người Việt Nam nữa là kẹt á, hiểu chưa? Một người tu hành không có biên giới, hiểu không? Này, không có được, có được đứng về phe nào, không có được nói rằng mình là cái thuộc về cái gì hết á, phải giữ cái vai trò trung lập mới được. Nhưng mà bữa đó thấy buồn quá là nói đại. Hôm đây con xin trình với sư phụ về cái việc mà hôm đó sư phụ gửi phát qua để nhắc nhở bạn đồng các đồng tu nên quảng bá ra kinh sách. Dạ. Thì chúng con ở dưới vùng Santa Ana đó thì tính mở ra một cái phòng kinh sách của sư phụ. Sư phụ không phát sổ nào đâu. Dạ, hôm vừa rồi có phát qua cô công tướng. Dạ, đọc, dạ. Nó phát là nói chung là chắc là nói chung người nào mà cảm thấy tu hành không có tiến bộ hoặc là cảm thấy những cái điều hay mình nên phổ biến á, thì cứ tự nhiên làm. Nhiều khi ta sợ không dám làm, đại khái vậy đó. Có nhiều người hỏi mà có nên làm hay không, sư phụ nói muốn làm thì làm. Ok. Sư phụ, bởi vì cái địa chỉ của Montclair đó nó hơi xa. Và có nhiều người họ muốn tham khảo thì họ cũng không có đủ phương tiện để họ đến để tham khảo. Dạ. Rồi về kinh sách thì chỉ luân chuyển cho các bạn đồng tu với gia đình đồng tu, bạn bè đồng tu thôi. Còn những người khác thì họ không có đủ điều kiện. Thì tụi con ở dưới Santa Ana, ở vùng Westminster đó thì cái ông bác sĩ Đặng Trần Hào cũng là một đồng tu, thưa sư phụ. Ông đó là ông gì? Dạ, ông đó về chăm cứu sư phụ. Dạ. Ông có một cái căn phố, mà căn phố đó ông thuê, nhưng mà thuê chung mà giờ ông xài có phần nữa. Còn phần nữa thì ông đưa cho một người khác mướn. Mà ông nói là sắp hết hạn. Thì nếu sư phụ cho phép thì tụi con lấy cái phòng đó, thì ông để một cái giá đặc biệt cũng như là yểm trợ. Dạ. Ok, quý vị muốn cái gì tự nhiên làm nhé. Dạ. Tiền của quý vị, nhà quý vị hỏi gì? Xin lĩnh ý của sư phụ. Sợ không có tiền, và chỗ này mướn chỗ kia mướn rất tiền, không có tiền đâu xài. Cái căn phố này thì cái giá nó cũng nhẹ nhàng sư phụ. Tụi con thấy rằng tụi con hợp lực lại thì cũng có thể lo được. Lo được hả? Dạ. Không được thì nói sư phụ cho tiền hả? Dạ. Được thì thôi, ok. Quý vị có muốn hỏi chi không? Hả? Thấy là mừng quá. Thiệt là kỳ ha. Bà con khác họ đem lòng yêu thương ha. Nhiều khi sư phụ thấy cũng kỳ. Sao quý vị thương dữ vậy? Chắc thương giống thương đạo hát rồi này ghê phải. Hả? Không có hả? Không phải hả? Không giống vậy hả? Những cái sư phụ nghĩ người ta thương mình giống đạo hát vậy đó. Fan đó, phải không? Mấy người ai mộ đó. Nhưng mà nghĩ chắc cũng phải rồi. Tại hình như có một lần sư phụ cũng nói như vậy, cũng hỏi như vậy. Rồi mấy người Đài Loan họ nói sao họ không biết không? Họ nói đâu không phải vậy đâu sư phụ. Tại vì năm vừa rồi, mỗi năm á, Đài Loan họ có tổ chức một cái cuộc đại hội kêu bằng tất cả minh tinh á, của Đài Loan á, nổi tiếng đó, để đến đó làm cho người ta được đi coi đó, người ta xin chữ ký là bắt tay bắt chân này kia, nói chuyện này kia này đó, đang rồi thưởng cho người nào mà hay nhất trong năm đại khái đó. Nó không có bao nhiêu người đi à, cũng mướn ngay cái chỗ mà sư phụ đi giảng pháp đó, biết không? Cái lúc mà sư phụ đi giảng pháp thôi, tràn văn đại hải, nhà trên nhà dưới, nhà cọ nhà ngoài nhà trong, nó nhiều cái nhiều có nhiều khi thường thường nó không có mở cửa, phải không? Tại vì không có đủ người thì nó đóng những cái phòng ở dưới hay là những phòng khác. Lúc sư phụ đi giảng thôi, chỗ nào cũng phải mở hết mà cũng không đủ nữa, nó đứng ngoài đường á, nhạc xe chân.
Nên còn khi mà có minh tinh lại thì đâu đâu chưa có đủ mà cái phần thường đó mà chưa có đủ, chưa có đầy được. Chừng 1/2, 1/3 gì đó. Chắc cũng không phải đâu ha. Nhưng mà có nhiều khi người ta ca sĩ người ta hát đồng bào tôi coi đông lắm chứ ha. Này nó khác ha, kiểu ha. Thì cũng không bằng hết trơn á sư phụ, dạ. Đối với con cha mẹ thì cũng không bằng hết. Thưa sư phụ, kính thưa sư phụ, con xin phép sư phụ, vì trong 20 năm nay con mới kiếm được thầy tìm thấy Phật ạ. Thì con xin phép sư phụ cho phép con đọc được cái bài con viết được. Chà, làm thơ rồi nữa không? Có thơ ạ, con tất cả thôi được rồi, con viết không nổi, con khấn sư phụ rồi, sư phụ rồi cho con viết được. Dài quá vậy, người ta nghe nó buồn không? Quý vị có muốn nghe không hả? Rồi muốn thì nó đọc đi. Bắt viết gì 2 cây số hả? Sau 20 năm tầm đạo mới được gặp Phật. Tôi là người Việt Nam định cư tại Mỹ gần 15 năm. Cách đây mới trên 5 tháng tôi được thọ pháp sư phụ tôi, tức Thanh Hải Vô Thượng Sư. Trong tâm hồn tôi rất lấy làm sung sướng vì sự mong đợi suốt thời gian trên 20 năm. Nay mới được thỏa lòng mong ước. Đây là một bài học rất quý báu và quá may mắn mà tuổi đời 62 của tôi gặp được vị minh sư. Tôi nghĩ là cũng hơi trễ về tuổi tác, nhưng cố gắng tu hành sẽ đạt được. Và tôi muốn cho mọi người Việt Nam nói riêng và tất cả mọi người trên thế giới đều được may mắn như tôi, và đừng bỏ lỡ dịp may mắn có, may mắn hiếm có. Câu chuyện từ khi xảy ra và nay tôi được tọa nguyện. Năm 1970 tôi là một quân nhân thuộc quân lực Việt Nam Cộng Hòa đang tại ngũ và là một đơn vị không tác chiến, kỹ thuật, đóng tại Bạc Liêu. Tôi có mua một căn nhà để ở sau khi hết giờ làm việc và sát liền với một ngôi chùa thuộc đạo Cao Đài và gọi là chùa Phật Mẫu. Tình cờ tôi được gặp vị trụ trì ở đó, chạc 65 tuổi, lại là người miền Bắc cùng xứ sở với tôi. Hàng ngày trò chuyện, tâm sự, mỗi ngày càng gắn bó và không còn tiếc điều gì kể cho nhau nghe. Vị chủ trì tên là Đỗ Đình Tùy, được Tòa Thánh Tây Ninh bổ với chức vụ Khâm Châu, chức quận trưởng hay quan tri huyện ở ngoài đời, và cho tôi biết ông có một vợ và một con trai ăn chay trường. Ông khuyên tôi nên nghe lời ông vào đạo Cao Đài với ông và ăn chay không tốn kém mà lại không mất lòng ai, vì đạo Cao Đài thờ thần thánh tiên Phật. Rồi đem tấm hình chỉ cho tôi coi rõ hơn, đây là 3 vị Phật: Chúa Giêsu, Đức Khổng Tử, Lão Tử, vân vân. Ngoài ra nên đi mua chim về thả, phóng sinh, toàn là việc thiện. Tôi cũng học hỏi và thực hiện được chút ít, tôi không dám nói ra vì nói ra là mất hết, vì tôi đã theo sư phụ tôi ở lâu với nhau lâu rồi mới lòi ra cái tốt và cái xấu. Ông thấy tôi ở trên 15 năm quân ngũ mà vẫn là hàng binh sĩ mà không có một huy chương, nên bàn tính với tôi nên đảo ngũ lên Tây Ninh, vào Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh ở tu khó mà bắt được và muốn chức vụ lớn. Ông sẽ nói với các vị chức vụ Cao Đài Thánh Tây Ninh và đều là bạn quá thân đã tu hành nhiều năm với ông, nhưng tôi nghĩ đảo ngũ là hèn nhát, và hơn nữa cũng gần tới tuổi về hưu và còn 6 đứa con còn đang bị đi học và chưa có gia đình, nên chút gánh nặng cho vợ tôi phải lo lắng thì thật là quá tội nghiệp. Vì vậy tôi hứa là sau vài năm sẽ trả lời. Sau cùng ông thật với kể cho tôi nghe và cách ngồi thiền, và ở Thánh Thất Cao Đài Tây Ninh có làm một nơi thất cao đài, các vị cao tăng lên ngồi thiền và tu càng lâu tuổi đạo càng cao, thiền càng nhiều thì sẽ thấy tất cả trên thế giới. Và ông cho biết các vị cao tăng sau khi
sau khi thiền xong thì có lên cơ. Tôi không rõ chữ lên cơ ở bên cao đài nghĩa là gì. Cho biết là sau 15 năm tới 20 năm nhất định có một người Việt Nam ở nước ngoài tu đắc đạo. Đó là một vị Phật sống ra đời. Rồi tôi hỏi ông làm sao lại có vô lý quá. Rồi ông nói với tôi là nên bí mật và ngẫm nghĩ, tôi chưa hề biết nói láo với ai. Tới nay tôi mới thấy tận mắt thật Phật sống ra đời. Lần đầu tiên là người Việt, tôi được người bạn thân cho mượn 2 cuốn băng cassette của sư phụ thuyết pháp ở tại trại tị nạn Hồng Kông, mở ra nghe rất nhiều lần và vẫn cứ muốn nghe hoài. Nước mắt chúng tôi cứ chảy và liên tục ngày đêm nghe tiếp các băng video. Thế là chúng tôi khởi sự ăn chay từ Tết Canh Ngọ năm 90. Lúc bấy giờ tôi chưa được thọ pháp nên tôi cầu nguyện sư phụ, xin sư phụ cho chúng tôi được ăn chay trường và sự gia trì của sư phụ, nên chúng tôi ăn chay trường một cách rất dễ dàng. Trước kia tôi ăn chay 1 tháng 2 ngày cũng chưa nổi, ăn buổi sáng buổi chiều thèm thịt. Tới nay đã gần 1 năm chúng tôi không bao giờ nghĩ tới đồ ăn mặn nữa. Trong lòng vợ chồng chúng tôi lúc nào cũng cầu nguyện và mong ước được gặp sư phụ để sư phụ truyền tâm ấn cho. Hàng tuần tới đi từ nhà lên tới chỗ cộng tu là 2 giờ lái xe mà chỉ được tiếp 30 phút ngồi thiền và được nghe băng sư phụ thuyết pháp mở cho các bạn cộng tu và chúng tôi nghe. Chờ mong mấy tháng cho tới ngày 4 tháng 8 năm 90 tôi mới được tin được đi truyền tâm ấn. Tôi lại gặp trở ngại không may gây ra tai nạn, ngón tay út bên phải của tôi bị thương. Ngày 2 tháng 8 90 tôi phải đi nằm nhà thương trong vòng 9 tiếng đồng hồ. Lúc tôi vào nằm được 5 giờ rồi thì nhà thương này chở tôi qua nhà thương khác, cuối cùng chữa không được. Nếu tôi muốn cho ngón tay tôi lành khỏi cắt thì phải thời gian lâu mới lành được. Nếu muốn ra nhà thương ngay chỉ có cách là đồng ý ký giấy cắt bỏ ngón tay thì được ra ngay. Trong lòng tôi nôn nao và quyết định ký giấy cắt hết 3 đốt ngón tay út bên phải của tôi thì tôi mới được ra nhà thương. Tới 10 giờ tôi mới về tới nhà và con tôi tưởng là tôi làm sao đi được nên đã trả vé máy bay. Trong đêm đó tôi bắt đứa con gái út của tôi phải ra phi trường mua vé máy bay lại, bất cứ giá nào cũng phải mua bằng được cho tôi đi. Ngày hôm sau 4 tháng 8 90 tôi được thọ pháp, tay tôi vẫn còn đau và bị phải giấu tay kéo dài tay áo ra để phủ lên cho chỗ băng bó để cho các vị hộ pháp và sư phụ khỏi thấy để tôi được thọ pháp. Bao khát vọng mong ước quá lâu mà vợ chồng chúng tôi coi như ngày đó là ngày sinh nhật của đời tôi, của đời 62. Ngày hôm sau 5 tháng 8 90 khi từ giã sư phụ để về nhà, tôi để tay ra có băng bó, sư phụ nhìn thấy tôi mới dám kể lại cho sư phụ nghe. Từ ngày tôi bị cắt ngón tay đi không lái xe được để đi cộng tu hàng tuần, vì vậy tôi phải nhờ một người bạn đồng tu chở chúng tôi đi. Chúng tôi không dám bỏ một tuần nào hết. Vì vậy chúng tôi lại được sư phụ cho phép dự thiền thất ở Đài Loan, một vinh dự được nhìn tận mắt thêm mấy ngàn người cộng tu được sư phụ dành cho mấy chục người Việt Nam được dự các buổi thuyết pháp để dạy dỗ chúng ta trên con đường tu hành còn quá non nớt và khờ dại. Rồi lại được dự một Tết Trung Thu, ăn bánh Trung Thu, ngắm trăng và đốt pháo bông. Và ngày hôm sau sư phụ truyền tâm ấn cho gần 500 người Đài Loan. Tôi nghĩ rằng các bạn đồng tu ở Đài Loan theo sư phụ đã nhiều năm, đã được trưởng thành, còn riêng tôi thật là quá mới mẻ, quá non nớt và phải còn cần học hỏi tu hành của các bậc đàn anh đi trước mới tiến tới và hiểu biết được những lời vàng ngọc của sư phụ chỉ dạy cho chúng ta nghe, tức khắc khai ngộ một đời giải thoát. Chúng tôi hân hạnh được mấy may mắn ở lại với sư phụ thêm 3 ngày. Đến ngày 11, chúng tôi mới ra về. Trong 3 ngày đó, chúng tôi được sư phụ cho chúng tôi đến trung tâm thiền
Đài Bắc và được nghe sư phụ thuyết pháp mấy tiếng đồng hồ ở Đài Bắc cho trên 2.000 người đồng tu, chỉ còn 12 người ở lại để hôm sau về Mỹ. Riêng tôi bị đau không lên từ giã sư phụ được. Tôi đang nằm trong xe bus đậu ở chân núi, tôi thấy những người ở trên núi đi xuống, còn riêng tôi không được gặp sư phụ. Tôi buồn, tôi nằm ở trong xe, tôi khóc như đứa trẻ không được gặp mẹ. Tôi ngồi dậy, vợ tôi nói sư phụ ở trên núi xuống. Tôi mừng quá, tôi không kịp mang giày. Tôi bước xuống xe, sư phụ đi tới, tôi quỳ lại sư phụ, lòng tôi sung sướng của ngày chót thiền thất tôi được gặp sư phụ. Để về Mỹ, tất cả đàn con của sư phụ được gặp sư phụ hết. Riêng tôi vì nghiệp chướng quá nặng và sư phụ còn nhớ tôi. Kế tiếp chúng tôi lại được đi dự thiền thất ở Costa Rica, được học hỏi thêm rất nhiều kinh nghiệm về tu hành, sự thiền nghĩ của tôi. Thì các bạn đồng tu ở Đài Loan rất khôn ngoan, hết hơn chúng ta nhiều quá. Mỗi khi sư phụ dạy la thì cứ cười hề hề, càng la lại càng sung sướng nhiều vì họ đã dày kinh nghiệm và họ được rửa nghiệp. Hơn nữa, cuộc thiền thất kỳ này lại đúng vào ngày Giáng sinh bên công bên công nên sự rửa nghiệp. Hơn nữa, cuộc thiền thất kỳ này lại đúng vào ngày Giáng sinh bên công giáo ở Costa Rica và các nước trên thế giới. Theo sư phụ, theo kinh nghiệm của tôi, nếu tâm của tôi không có quyết định, quyết tâm, khi gặp trở ngại cứ nghĩ này kia nọ để ngày qua ngày lần nữa đổ thừa cho số xui, thì làm sao được quá nhiều may mắn. Vợ chồng chúng tôi được sư phụ truyền tâm ấn 4 lần, cộng thêm 2 lần thiền thất. Theo lời một người bạn đồng tu kể cho tôi nghe, cứ đi thiền thất một ngày là tu được 1 năm. Như vậy thì tôi đã tu được 31 năm. Không những thế mà còn rửa được biết bao nhiêu nghiệp chướng. Tôi coi năm 1990 là năm thắng lợi nhất của đời tôi, vì mọi việc trên đời chính mình phải làm chủ lấy mình, quyết tâm nhất tâm, đừng lỡ bỏ một dịp quá may mắn, thật là uổng cả cuộc đời. Tôi viết trên giấy quá nhiều, chắc chắn có nhiều thiếu sót, kính mong quý vị tha thứ. Con xin khắc cốt ghi xương những lời sư phụ giảng dạy. Khi còn sống, sư phụ dạy bảo thêm những lầm lỗi vẫn còn nhiều, và khi vãng sinh, sư phụ đem đi khỏi phải sanh tử luân hồi. Nam mô Thanh Hải Vô Thượng Sư Bồ Tát. Cái chuyện cảm động quá ha. Như vậy là quý vị sắp thành Phật hết rồi đó. Lòng mà sáng suốt như vậy đó, chưa? Dũng cảm như vậy là có bi trí dũng, phải không? Sắp thành Phật rồi. Gần rồi. Chỉ chưa biết mình là Phật thôi, chưa? Nhưng có những cái tính cách, những tư cách như vậy, tức là biết mình mọi người có đẳng cấp cao. Chàng Việt Nam của mình mà đẳng cấp cũng cao quá ha. Hả? Cao thiệt không? Tại quý vị quên mất cái bản lai diện mục của mình nữa chứ. Đâu có ai khác ai đâu. Như hồi sư phụ thấy quý vị tu hành cực khổ, sư phụ cũng tức cười. Tu hành chỉ chắc cực kiểu vậy. Mình là Phật mà không biết. Quên thôi. Cũng như có người thường thường họ bình tĩnh á, thí dụ như một ông quan lớn này ha, ông có quyền uy rất là lớn, nhưng mà cái lúc ông uống rượu ông say, thấy không, ông say rồi ông đâu biết ông là ai đâu, ông quần áo cũng xốc xếch, nó bậy nó bạ, rồi ai nói ông là quan thượng thư, ông nó làm gì có. Thấy không, phải uống thuốc này thuốc kia, năn nỉ người kia, năn nỉ mấy ông bác sĩ ông giải rồi cho, hoặc là uống thuốc làm thuốc mê rồi này kia đó.
Nhưng mà mai mốt giải xong đọc rồi cũng biết mình là ai, chứ chưa? Vậy thôi. Ở gần thành phố mà mua từ cái mảnh đất này cũng đâu phải chuyện thường ha. Trời Phật giúp đỡ chứ. Miếng đất này bán hoài rồi, hình không ai mua chứ. Không biết tại sao vậy. Hả? Tại sao vậy? Sợ quá hả? Tại sao không ai dám mà? Hả? Có ma hả? Thế thấy à? Có thấy à? Trời ơi đừng có nói. Tối nay sư phụ ngủ không được à? Bạn đem nó xuống dưới hầm hả? Hả? Đâu có, nó nắm cẳng chứ. Cái bữa sư phụ mới đến nó lại nó nắm cẳng chứ. Nó muốn massage chứ, sư phụ nó thôi đi. Thôi đi, ta có đệ tử xuất gia rồi. Nhà người gia đó. Sư phụ chưa có đến mà sư phụ biết thấy không? Nó không biết cái nhà. Bây giờ biết thành nhà Phật rồi khỏi lo. Đấy. Những người ở đây mà tu hành không tu hành là ở không được rồi nha. Ở không được nó kéo cẳng kéo đầu. Hả? Đông lắm phải không? Sao biết đông lắm? Thấy hả? Thấy thiệt hả? Thôi đừng nói. Trời ơi, tối nay sư phụ sao ngủ được? Tại lâu lắm rồi không có ai ở cái nhà này phải không? Thành ra sư phụ nghe nói mà quý vị mà đem một đoàn lên đây ở, sư phụ cũng hết hồn rồi chứ. Tưởng đâu ông chẳng có hỏi liền hả? Thành ra mới bị lộn xộn đó, sư phụ biết liền à. À, tao mới tha cho mấy nhà người đó, chứ kiểu trường hợp mà không đặc biệt là cắt tóc á. Anh chẳng hỏi sao? Nó cứ chặn đường hoài vậy đó hả? Không cho đi. Lật sao? Ngủ rồi nó lật trở lại. À. Rồi sao? Đi mất. Hai bữa trở lại lần. Rồi sao? Là không được. Ở riết rồi họ cũng quen mà. Thành bè bạn. Ý cũng quen à. Hết sợ rồi họ. Giờ biết mặt rồi. Cũng may mà mười mấy người qua toàn là đực rửa không á chứ. Chứ gặp mấy bà già mà với mấy cô con gái mà nhát nhát đó nha, qua đây là thôi. Nè hả? Trời ơi, dung quá rồi. Trời ơi, làm sao không. Cũng may mà không nói sớm, mấy bữa nay sư phụ ngủ một mình. Thôi tối nay tôi nào lên gác cửa. Wow, sợ chết rồi. Có chứ, sư phụ cũng biết nha. Thanh bữa mà sư phụ mới đi vô là nói liền cái nhà là nhà ma mà, phải không? Nghe quý vị nói có chuyện lộn xộn, sư phụ nói cái này bị ma chọc rồi mà. Phải không? Có nói không? Có nói trong điện thoại không? Gì? Hả? Cái gì? Ai nói chuyện với họ? Nói gì? Nhà ngươi là ai? Tôi nói là tôi là Trung Hoa thì mới ở đây ở đó. Tao nói nhà ngươi tại sao mặc quần áo như vậy đó. Tao nói tôi là người xuất gia. Nó nói nhà ngươi có sư phụ không? Nó nói dạ có.
là ai đó nói Thành Hải vô thượng sư, nó nói, nói thêm một lần nữa Thành Hải vô thượng sư rồi tự nhiên nó đi mất rồi. Tao tao biết rồi biết rồi hả? À. Họ nói chuyện vui vẻ lắm vậy. Đâu có gì đâu, họ ở thế giới của họ, mình ở thế giới của mình chứ có gì đâu. Họ vui vẻ lắm, ở đâu cũng có. Tại cái chỗ này là hồi xưa giờ không có ai ở, là họ làm làm cái tổng hành dinh của họ, phải không? Đúng vậy, đông lắm. Hả? Lớn có nhỏ có hả? Trời. Dòng kỹ quá vậy. Hả? Giả làm người tu nói chuyện hả? Ban ngày vậy đó hả? Này hả? Trong lúc mình ngủ mình gặp như vậy. Đông lắm. Đông lắm. Đông thôi tối nay sư phụ phải có người gác cửa mới được. À, một người nằm bên người gác cửa chứ không thôi ta ngủ không được. Giờ lên mình ban đầu một ngày đầu thôi chứ sau này đâu có nữa, bớt rồi hả? Cũng có là cũng có nghe hả? Tại nhà ngươi mập quá lật sao nổi. coi mặt biết liền. Tới coi như là lấy tay đẩy lên mà con rất là bình tĩnh, không có vậy. Cái lúc mà mình chưa có tu pháp môn này mình rất là run sợ, nhưng khi tu pháp môn này rồi tự nhiên mình thấy bình tĩnh giống như một người bạn của mình vậy thôi. Mình mới quay ra con niệm năm câu, cái tính là coi như là hỏi chuyện nữa đó. Nhưng mà họ đi mất rồi, không có cơ hội để thôi kỳ sao hỏi rồi hãy niệm. Muốn hỏi thì phải hỏi trước chứ mà niệm ai mà hỏi nữa, đâu có thì giờ đâu, nó chạy lại không kịp. Nó không kịp chạy đâu, nó mà hỏi cái gì vậy? Ok. Sao tối nay không lại, không kịp hả? Cũng đủ không lại. Ở cái bữa hôm qua đó hả? Ai hả? Việt Nam hả? Ồ vậy hả? Nhưng mà tờ nào vậy? Nói người Mỹ chứ. Không phải ông đó người Mỹ. Là cái ông đó là cái ông đó là người Việt Nam, nhưng mà ông đó ông kêu người Mỹ lại. Ok, tomorrow. What time will I wake up, do you think? What time? Tomorrow what day? Friday? Friday tomorrow initiation at what time? 2:00. Okay. Tell him to come at 10. Then he can eat some food and then he can talk, okay? Nhà này rộng lắm, ai muốn ở cũng được mà. Chùa mà. Nhà chùa mà. Thấy rõ vàng vậy nè. Thấy nhiều bóng người vậy hả? À, kiểu này. Nếu là kiểu này là cũng công lực thâm hậu lắm mới thấy được ha. Cái bằng cái người đó thân công lực thâm hậu mới cho mình thấy được. Thường thường thấy không được. Mà những người có công lực thâm hậu đó họ có thể cho mình thấy được chưa? Ma cũng có nhiều thứ chưa? Có thứ không có công lực, có thứ có công lực. Cái thứ có công lực á, thứ không có công lực thì nó không có làm gì được chứ, không có ra được tiếng động gì hết, không nói được gì hết, không có làm cho mình cảm thấy được. Còn cái thứ ma mà có công lực đó, thì nó có thể đập bàn, đập ghế được, đập bể kiến rồi được, quay đồ, quay đạ, làm tùm lum hết, hoặc là lật mình được. Làm cho mình cảm thấy được, hiểu chưa? Hoặc nhiều khi thay cho mình thấy được một thời gian, hiểu chưa? Một đoạn, đoạn ngắn hoặc là đoạn dài, đó là có công lực ạ. Nhưng cũng phải có tập trung công lực nó mới làm được, chứ không phải lúc nào nó cũng hiện ra được hoài, hiểu chưa? Cái lúc mà nó muốn cho mình thấy nó tập trung công lực vậy đó. Hoặc là muốn lật đồ lật đạc là phải tập trung công lực. Hả?
Trừ Quang cũng thấy hả? Tự Quang cũng thấy hả? Tại mấy người kia có duyên với ma, còn anh là có anh không có duyên với ma, có duyên với Phật chứ hả? Tại bà con dòng họ của mấy người đó mà, mới lại kiếm mấy người đó, con không kiếm anh chi hả? Nhiều người cảm thấy, nhiều người không cảm thấy. Chắc anh tu hành dữ quá, nó không dám lại gần gì hả? Trời, tu hành mạnh thấy ma hả? Ăn nhầm gì cái đó. Hả? Đập vai hả? Dạ, đánh cái thùi. Con giờ ngồi thiền á, đánh thùi. Dạ. Dạ. Rồi anh đã quýnh lại nó không? Dạ, đâu thấy đâu đánh. Chắc ngồi trốn chỗ của nó thường ngồi á. Muốn ngồi phải xin lỗi trước. Tôi không biết chỗ nào chỗ của anh đâu, ngồi đại, anh đừng giận. Nhiều khi mình ngồi trúng mình người ta đó, trúng cẳng, trúng chân người ta đó, mà mình không có biết được, hiểu chưa? Tại ngồi cũng như không ngồi, họ không có thân thể đó. Họ cảm thấy họ có thân thể nhưng mà không có thân thể, chưa? Anh em ngồi trúng chỗ người ta cho nó chừng á, đi rào qua thôi. Xong con ngồi đó, con về lý rất tình á, tình chấp niệm năm câu, anh đi anh lại, anh đi lại. Để tới để lui hoài. Không sao đâu, cũng là bà con hết chạy, hiểu chưa? Họ đi qua một cái bức tường khác, đi qua một cái cửa ngõ khác, mạnh lắm, mạnh như lắm. Ui ôi ôi, nói trong phòng của sư phụ hả? Cãi nhau hả? Vậy tối nay sao rồi em ngủ đó? Thôi đổi phòng đi. Tối nay mấy nhà ngươi lên đó ngủ đi. Mà con nghĩ chắc có lẽ họ lúc trước cái phòng trống của sư phụ là họ ở trong đó. Ở đó. Dạ, họ tạm ở đó. Tại vì ở dưới này tụi con ở hết rồi. Vậy hả? Dưới này tụi con cũng có nói mà. Nói sao? Nó biểu họ lên đó ở hả? Tụi con nhà này đâu phải nhà của quý vị đâu. Quý vị dành nhau, sư phụ tôi mua cho tụi tôi đến đây ở mà. Dành tụi tôi sao được. Tôi có quyền đòi ràng hoàng mà. Dạ. Trả tiền mặt mà phải không? Dạ. Tại quý vị không có tu hành, bây giờ quý vị đến đây quý vị làm tầm bậy tầm bạ đâu có được. Kệ nó, bắt mỗi ngày nó coi video. Dạ. Nghe thép riết rồi nó cũng quen, nó cũng tu. Nếu mình cứ ở lại nhà, đi lại nhà ngủ không được này, chắc lại nhà lạ ma đó. Ma lạ. Ma quen người hơi ham giống nhau, quen ma lạ khó ngủ. Hèn chi mà sư phụ mới lên nó thấy hình như cái phòng có đông quá trời. Tức ai cũng dồn lên cho nó ở hết trơn hả? Mấy phòng kia đầy ép hết rồi, dồn hết cho phòng sư phụ hả? Sao không chịu nói trước, tao mời nó đi. Sư phụ để phòng, đi ở phòng khác, để phòng nó cho họ ở cũng được, không chịu nói trước. Gì? Đông lắm à? Family hả? Nhưng họ cũng hiền lắm, đâu có giữ gì đâu.
Mấy người này hiền. Ma Mỹ lịch sự. Ok. Thôi quý vị đi nghỉ hả? Cũng muốn hỏi gì nữa không? Hỏi trường ma không? Ma cũng đâu có gì lạ. Họ sống trong một cái trình độ khác vậy thôi. Chứ cũng linh hồn họ cũng y như của mình thôi, cái gì khác. Họ cũng hiểu biết nhiều như mình vậy. Họ cũng nghe, họ cũng hiểu. À, tối nay là sư phụ đi ngủ đâu đây? Thôi tối nay em dám ngủ mình nè. Chắc xuống này ngủ chung với mấy người đồng tu. Phòng này ấm áp nhất, phòng này thường có người nhất hả? Thì phòng để trống người ta cho người ta ở chứ nói gì. Sư phụ thường thường nói với quý vị là cái khi nào sư phụ không có ở đó đó ha, phải có người kêu bằng cái phòng của sư phụ được quyền dùng. Thấy chưa? Khi nào sư phụ trở lại thì cho sư phụ mượn vài ngày vậy thôi. Chứ để trống uổng không? Ngủ cho thoải mái rộng rãi. Người nào thí dụ như sợ hôi hám thì lựa mấy người nào sạch sẽ đó vô trong, để trong phòng nó ngủ. Hả? Sư phụ mỗi lần sư phụ lại thì quét dọn sạch sẽ vậy đó, chùi chùi mấy cái mùi đó đi, xịt xịt gì đó. Chứ để trống uổng á, thấy không? Nó cũng tốn heater này kia đó, này cái phòng đẹp nữa. Có khách thì tới cho ở, hoặc là nhưng khách chắc không dám ở đâu. Ở mình nó tới nó kéo chết. Nhiều nhóm ngủ, ngủ chung mười mấy người không nhóm ngủ. Hả? Ngủ chung đông đâu có sao. Họ sợ quý vị, thấy đông quá sợ. Việt Nam dữ quá rồi nhưng mà ăn hiếp mấy ông thầy tu với ông quý vị đâu nha. Thấy tóc dài dài nó biết rồi hả? Không sao đâu. Ma cũng vậy thôi ha. Điều mình sợ là tại sao mình không thấy họ được. Thấy chưa? Mình không thấy nên mình cảm thấy sợ sợ. Chứ ma cũng giống như người thôi, phải không? Điều họ không có hình đó. Mình cũng là ma vậy chứ mình là gì? Thấy chưa? Mình cũng là ma được. Cũng ở trong cái ảo ảnh thôi. Điều mình cảm thấy cái thân hình mình. Còn người ta cảm thấy cái thân hình của người ta. Bây giờ quý vị gặp ma mà nói với họ không có thân thể, họ không tin đâu. Tại họ thấy họ cũng giống y như hồn sống vậy. Chưa? Tại những người đó lúc sinh tiền họ không có tu hành cái pháp gì. Rồi họ lên thiên đàng thì cũng không được. Mà họ xuống địa ngục thì họ không có tội. Nó họ cứ lơ lửng ở cái cõi này vậy đó. Rồi một ngày nào đó họ cũng sẽ phải đi. Đầu thai kiếp khác. Hiểu chưa? Đầu thai làm người hoặc là làm gì đó. Đó. Này, những người nào mà phước báo thì lên thiên đàng, còn người nào mà có tội thì đi địa ngục. Người nào giải thoát thì đi mất rồi, còn những người không tu hành thì lơ lửng gì đó mà cũng không có tội ác. Bình thường họ cũng không có tội lỗi gì. Thường thường người này, người thế gian người ta nói là những người mà chưa có tới số đó sư phụ mà bị chết quan đó thì bị làm ma như vậy là có phải đúng không? Không phải, không phải. Cũng không phải. Không có ai mà không tới số mà chết quan hết đó. Thiên võng khôi khôi sơ như bất lậu. cũng không phải là chết oan rồi lơ lửng vậy đâu. Có nhiều người chứ
không có tội lỗi gì. Thường người thế gian người ta nói là những người mà chưa có tới số đó sư phụ mà bị chết quan đó thì bị làm ma như vậy là có phải đúng không? Không phải. Cũng không phải. Không phải mà không tới số mà chết quan đó. Thiên võng khôi khôi xưa như bắt lậu. cũng không phải là chết oan rồi lơ lửng vậy đâu. Có nhiều người, chứ nhiều người thí dụ như chết oan ha, thí dụ tự tử gì đâu, cũng đâu có được lơ lửng gì đâu. Phải tới những cảnh giới đen tối chứ. Cảnh giới tốt hay là xấu tùy theo cái tâm của mình mà thôi, hiểu chưa? Lúc sanh tiền mà cái đầu óc mình nó sáng suốt, mình hiểu biết minh bạch, mình biết có những cảnh giới cao, mình có cái ấn tượng sẵn rồi. Thì mình chết, mình tin tưởng những cảnh giới cao đó, hoặc là trong cái lúc mình sanh tiền mình thấy được những cảnh giới cao đó, thì mình chết mình có tin tưởng, mình biết là mình đi lên đó. Còn những người mà không bao giờ được ai dạy dỗ, hoặc là không có cái đạo lý gì cho họ biết là những cảnh giới cao khác nữa đó, hoặc là họ không có tu hành, không có nhập tâm những cái cảnh giới đó, hiểu chưa? Thì khi họ chết họ không có nghĩ gì đó. Họ bất ngờ họ thoát ra khỏi xác đó, ông cứ chưa kịp chuẩn bị cái tinh thần. Cái lúc thoát ra khỏi xác là cái lúc rất là quan trọng. Lúc đó nếu mình tinh thần mình hướng về cảnh giới cao thượng, hướng về Phật Bồ Tát, nhất là hoặc là Phật sống á, thì mình đi lên những cảnh giới cao thượng đó, hoặc đi theo vị Phật, hiểu chưa? Còn khi lúc sanh tượng không có chuẩn bị tinh thần gì hết, không có được giáo dục trong cái cách suy nghĩ như vậy, hiểu chưa? Họ bất ngờ họ bị thoát ra khỏi xác rồi, họ cũng thấy họ cũng giống y như hồi xưa thôi, nhưng mà họ cầm những cái đồ vật chất cầm thấy không được nữa. Thành sau lâu lâu họ mới biết là họ đi về cảnh giới khác rồi, nhưng mà họ cũng rất là buồn bực. Tại nhiều khi họ nghe được của mình mà mình không nghe được của họ. Giống như người đời ở cái nghiệp nào thì đi về cái nghiệp đó vậy đó, phải không sư phụ? Như là con nói, cũng như là người thích rượu mà gặp bạn rượu là đi liền đó, phải không sư phụ? Thì lúc mà sắp lâm chung thì cái linh hồn cũng bị như vậy đó, phải không sư phụ? Nhiều khi cũng theo những cái người đó. Cũng bị bạn rượu lại nó lôi. Cũng nghĩ tới rượu hoài rồi cứ đi kiếm mấy cái chỗ mà có rượu, có bạn bè rượu vậy đó. Ở nước khí vận nó hơi hung một chút, hơi dữ một chút ở nước á. Sư phụ nhiều khi lại đây cũng chơi giới thôi chứ. Không phải lại cái nhà này, lại nước á, lại nước cũng chơi giới chứ. Ở lâu rồi thì nó sẽ hết, nhưng mà mới lại là nó cũng chưa có thanh sạch á. Cũng mệt lắm chứ. Nhiều hồi như bị núi đè chứ. Không phải ngủ mà bị đè đâu, không phải đâu. Cái cảm bị cái áp lực cái gì đó. Nhưng mà cũng phải đi chứ. Không lẽ sợ sao? Cũng giống như lần trước sư phụ nói là giáo lý của sư phụ dạy pháp môn Quán Thế Âm á, thì cũng như là không phải là không nên cúng, nhưng mà cũng không nên cúng. Dạ, thì có quý vị cũng chống bán về cái vấn đề mà cúng ông bà tổ tiên này nọ đó. Họ ăn đâu có được cúng. Dạ. Thì con họ rờ đâu có được bánh trái gì đâu. Dạ. Dạ. Họ rờ đâu bốc được cái gì đâu. Dạ. Miệng đâu ăn. Dạ. Dạ. Cái hoang tưởng của mình là trong lúc này mình sống trong cái thế giới vật chất kia, bằng nó nặng nề hơn mình. Dạ. Có thân thể nó nặng hơn. Dạ. Còn cái thế giới của họ nó nhẹ hơn một chút, nó không có cái thân thể, nhưng mà họ cảm thấy giống y như vậy. Dạ. Thì mình ở đây mình cũng cảm thấy có thân thể vậy thôi, cũng hoang tưởng như nhau hết á. Dạ. Hai người cũng là ma hết á. Dạ. Nhưng mà cái ma kia nó rõ ràng hơn, nó thấy rõ ràng như nó rờ đồ đạc không được. Dạ. Thấy rõ hơn, còn mình á mình rờ được. Dạ. Mình nắm được, thành ra mình khó thoát. Mình khó hiểu cái thân phận của mình hơn. Yeah. Ma nó hiểu hơn. Yeah. Ma nó nhẹ nhàng hơn, đi đứng nó nhẹ nhàng hơn, chưa? Yeah. Nó rờ đồ đạc nó không biết, nó không có rờ được là nó biết nó không có thân thể. Yeah. Ha. Yeah. Còn mình nó rờ gì cũng được hết. Yeah. Cái gì nó cũng cứng cỏi vậy, mình tưởng đâu mình có thân thể thiệt. Yeah. Tưởng tất cả những đồ này nó có thiệt. Yeah. Nhưng mà thật ra cũng không có gì cả đó.
Cũng như cho nên nhiều khi quý vị ngồi thiền thấy không, không mắt, không tay, không lưỡi, không mũi, không miệng, không ý gì hết trơn. À có, cái đó là cảnh giới của quán tự tại Bồ Tát đó. Bây giờ mình tu phép Quán Âm mình cũng thấy như vậy. Thì đúng y là tu pháp của quán tự tại Bồ Tát rồi, hiểu chưa? Mình có cái thể nghiệm vậy là mình biết mình tu đúng đường, tu chánh đạo. Tuy rằng mình không có nhiều khi mình tu hơi thấp không có những cảnh đó, nhưng mà đồng tu mình có. Ít ra lâu lâu sư phụ cũng cho họ nói rồi mình cũng biết. Mình có cái chứng nghiệm như vậy. Thiếu gì trời ơi, viết thơ cả cọc, người nào cũng thể nghiệm đầy hết. Bữa nay nhận được mấy bức thơ chứ đâu, bức thơ nào cũng đầy thể nghiệm hết. Sư phụ mà cho đăng ra thì thôi, nhiều lắm. Hả? Nhưng trong cái lúc đó là mình thoát khỏi những cái ấy rồi, phải không? Thoát khỏi cái hoang tưởng của mình, cái ảo tưởng của mình rồi. Chứ mình biết mình không phải là cái thân thể này. Mình biết mình không phải là phàm phu. Còn nếu không thì mình cũng trong ảo tưởng mà thôi, cũng như ma thôi. Cũng tưởng có thân thể này kia cái nọ. Nhưng mà của mình nó hơi cái mà nó hơi thô thiển hơn, cho nên mình cảm thấy được. Này. Còn ma họ không có hưởng thụ được những cái mà mình hưởng thụ. Chưa? Tại nên nhiều khi họ muốn mượn cái thân thể người này người kia để họ hưởng thụ đó. Thấy chưa? Này ở nhiều ước đông người. Cái nữ ước nó hơi, nữ ước cái cảnh giới hơi lạ. Nữ ước là một thành phố phức tạp, phải không? Dân nào cũng có, tất cả phong tục tập quán từ trên các nước đều hỗn tạp ở đây hết. Nó một thành phố lạ, thành phố hơi lạ. Cái gia lực nó cũng có nhiều, áp lực nó cũng có nhiều. Thôi quý vị nghĩ ha. Còn hỏi nữa không? Bữa nay mình nói chuyện khầu không hả? Hết nói chuyện Phật rồi tôi nói chuyện ma. Tao cho sư phụ mượn cái cassette, tao lên cái tao coi, tao nghe cái này. Cái gì đâu mà quảng cáo dữ vậy, hay dữ vậy. Hả? Có một cuốn này thôi là tư cách người tu hành thôi, phải không? Còn những cái kia là khác, phải không? À, hiểu rồi. Đâu đây một cái máy mà hay lên cho sư phụ nghe rồi. Đó. Thể nghiệm đồng tu quá vậy. Cái nào thứ nhất, cái nào thứ nhì đâu? October 5. Ồ, hiểu rồi. Nó còn lan qua tới bên này phải không? Ok. Rồi đâu đem cái máy lên cho phòng sư phụ nghe coi. Hả? Cái kia thể nghiệm đồng tu mà vậy hả? À, thôi đem lên ta nghe thử coi. Đem phòng sư phụ lát nghe coi. Nghe cho ma nó nghe luôn. Bà con dòng họ của sư phụ ở trên đó. Đợi trên. Ừ, bạn hết một chút xíu là hết rồi. Thì nó cũng rẻ mà ha, mấy đồng bây giờ nó bán mấy đồng? 3 đồng là mắc hay rẻ vậy? Rẻ đó ha. Ở ngoài họ bán bao nhiêu? Thí dụ cũng bằng vậy, ở ngoài họ bán bao nhiêu? Vậy ha. 6 đồng hả? Hai đồng rưỡi chắc băng nhỏ đó chứ, băng ngắn á. À, on sale thì 2.5 đồng hả? Cô mình không có thời giờ đâu mà sale hả? Bán không kịp mà còn đâu mà sale. Nè hả? Nè hả? Sư phụ thành ca sĩ rồi. Hát nào đâu? Hát ở Đài Loan á hả? Hát trung thu á hả?
Sư phụ hát mấy lần vậy đâu, và hát có lần đâu mà gì bác không kịp. Dạ, yeah. Dạ. Yeah. Đâu có đây không? Có bạn đó đưa sư phụ nghe coi hát sao đâu mà mua dữ vậy? Hả? Có không? Nó đúc kết lại à? Lâu lâu hát bài rồi nó đúc kết lại. Ừ. Hay cái gì nữa? Như hôm Tết á, à, đúc kết lại chân trâu đó. À, đúc kết lại làm thành một bản vậy đó hả? Trời, biết sư phụ biết vậy trước kia ta làm ca sĩ cho rồi. Làm ca sĩ ít người ta ghen ghét, ít người ta nói gì người ta chứ thích thôi, thích tôi coi người ta cho tiền rồi nữa hả? Chọn nghề, chọn sai nghề ha. À, không ai đổi nghề cho rồi ha. Sư phụ hâm dọa đổi hoài mà chưa đổi chứ. Ngâm bài ca của bài thơ của Xuân Diệu với bài thơ của sư phụ đó, tụi con rất tiếc là không có được thâu băng để mà nghe được những cái Có người thâu ấy, chắc có người thâu ấy. Sư phụ thấy nhiều người thâu lắm mà nhưng mà nó chưa có ra chứ, chắc mai mốt thế nào nó cũng đem ra. Con cứ đâu tha sư phụ mà. Con hỏi bạn đồng tu có ai nhớ bài thơ của sư phụ ngâm không để chép lại mà không? Chắc mai mốt cũng có. Trời ơi, nó đâu có tha cho sư phụ. Nhất là lần đầu tiên lâu lâu mới ngâm lần, nó đâu có tha, nó thế nào cũng lụm đem lại cho bác đừng lo. Nghe bài nào, nghe bài của sư phụ hả? Bài của Xuân Diệu mà sao xúc động? Xuân Diệu là thơ tình mà lẽ ra cái ý nó cũng hay ha, phải không? Mình đời vô thường phải lẻ lẻ đó chứ. Thì mình có thể sửa lại mình đó. Mau với chứ vội vàng nên với chứ em ơi tu đi kẻo già rồi. Thì cũng được vậy phải không? Thôi, thôi quý vị đi nghỉ, sư phụ lên thưởng thức cái mấy cái bài của Thanh Hải thượng thơ. Thôi Đại Hải thượng thư. Tại sao mà ngon? Ngó gì mà ngó dữ vậy? Ngó liếc mòn hết sao? Sư phụ ngồi hoài mất cỡ hay chưa? Cũng mệt gì mà mất cỡ. Bắt quý vị ngồi đây để người ta dòm hoài, quý vị chịu nổi không? Cũng mất cỡ chết đó chứ. Hồi xưa giờ sư phụ là người ít có giao thiệp bạn bè hay chưa? Nói thiệt cho quý vị biết, hồi xưa sư phụ ở Bình Đức á, làm việc giúp cho người tị nạn rất nhiều, phải không? Không phải làm giúp là làm thông dịch đó mà, rồi cũng có làm giúp nữa, giúp riêng nữa. Sau khi không có làm thông dịch còn tiếp tục làm giúp nữa, chưa? Tự động đó. Biết bao nhiêu người biết sư phụ nhưng mà sư phụ đâu có biết ai. Tức là biết là giúp xong rồi thôi vậy thôi, không nhớ tên nữa, nhớ một hai người gì đó thôi. Không bao giờ sư phụ viết địa chỉ hoặc là để cho họ biến thành lâu dài, không có ai. Giúp xong thôi. Biết bao nhiêu người cũng biết sư phụ vậy mà đâu có bao giờ, sư phụ đâu có bạn bè gì đâu. Tại cô độc có quen, thích cuộc đời trầm lặng vậy. Đó. Mắc cỡ nó cũng ít biết nói năng gì nhiều. Hồi xưa ở Đức cũng có làm hội phó hội gia đình Phật tử và sinh viên Việt Nam ở bên Đức á, cái bằng phó chủ tịch đó, phải không? Phó chủ tịch. Nhưng mà cũng đâu có giao thiệp gì rộng rãi đâu, mà giao sư phụ trách nhiệm ngoại giao nữa chứ. Trời ơi, sư phụ cũng ít ăn ít nói. Nói chuyện vui vậy thôi à, chứ còn không có còn có thăm giao, hiểu không? Mắc cỡ. Đi tới đám đông đồ lâu rồi mắc cỡ. Anh bây giờ làm cái nghề này thiệt là nó khổ. Người ta cứ bắt ngồi rồi đặng người ta coi hoài. Sư phụ mắc cỡ. Coi đã chưa?
Có gì đâu mà muốn coi hoài vậy. Ở ngoài thiếu gì người đẹp mà không chịu đi dòm mà cứ dòm sư phụ. Phải chi sư phụ biết mà quý vị thích quá như vậy thì hồi nhỏ sinh ra đẹp thêm chút nữa. Người ta dòm nó đã ăn mắt, thấy không? Cung. Thấy mía từ sáng 6 giờ mà con ngồi con thấy sư phụ vậy, sao con thấy vậy hoài à? Tại thấy sao thương sư phụ quá. Tại sư phụ ăn thức cả đêm mía tới sáng luôn á, mà con ngủ con cũng thấy sư phụ, mà con ngồi con cũng thấy cái mấy nhiêu đó sư phụ ôm người ta không à. Trời ơi, cái lòng thương của sư phụ làm cho con, chúng con không biết nói sao. Lâu lâu phải lỗ anh lần này. Lâu lâu phải lâu 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 gì phải lậu ra một chút chứ. Dạ thưa sư phụ, có hoài cho sư phụ có thương chúng con. Nhưng mà thôi nhiều. Vậy cũng được. Dạ. Sư phụ giữ giữ một chút mới được. Giữ giữ một chút, sâu sâu một chút mới được. Chứ không quý vị mê chết rồi. Thấy không? Rồi quên mất cái Phật tánh mình làm sao, thấy không? Đẹp quá cũng không được, hiểu chưa? À, nhớ vậy được. Nhớ là dạy bảo mới phải. Chứ không phải nhớ cái thân giả tạm này, ok. Rồi. Rồi, còn 4 phút nữa. Ngồi mà phải còn kèo này từng giây từng phút vậy đó. Bác sư phụ ngồi 8 phút. Đúng 10 giờ mới được đi. Đang cho dồn thêm chút nữa. Trời, dồn thêm vài phút quan nhầm gì. Cũng kỳ ha. Ở ngoài đời người nào đẹp lắm cái mấy mình dồn ngoài mình cũng chán phải không? Hả? Ít có người nào dòm ngoài không chán ha. À, tại vậy chắc nó có cái sức lôi hút của người tu hành đó. Thì quý vị tu hành riết người ta cũng thích vậy đó. Cũng thương vậy đó. Nhớ từ cái tiếng nói, từ cái nụ cười và từ cái lời nói của sư phụ. Dạ. Lúc nào cũng dăng dẳng bên tai. Dạ. Có khi chúng con ngồi ở trong phòng đó, cái nhớ lại những lời nói của sư phụ cái chúng tôi con cười hoặc là khóc một mình. Dạ. Nè. Dạ. Sư phụ nói chuyện đùa hả? Nhất trần gian. Chúng sanh 5-6 tỷ người á, tìm đâu ra được một người như thầy tôi? Dạ con nói có nhiều, con biết nói nhiều đó ạ. 5-6 tỷ người. 5-6 tỷ người. Kỳ quá ha. Dạ. Sư phụ cũng không biết tại sao vậy nữa. Thương thầy quá trời luôn, chúng con thương nhất hàng trên đời á. Dạ. Thương không biết nói sao, không biết nữa chứ. Thương ghê lắm á. Dạ, thương ghê lắm lận á. Dạ. Thương. Ai sư phụ cũng không biết làm sao kỳ vậy chứ. Sư phụ không cảm thấy, không cảm thấy mình là cái gì đặc biệt hết. Nhiều khi cũng ngạc nhiên tại sao người ta thương mình quá trời vậy. À. Cũng không hiểu tại sao. Nó kệ nó vậy thì nó vậy hả? Dạ cũng con cũng tu hành chứ. Dạ chứ không phải thương thân thể thầy không? Hiểu dạ, hiểu. Dạ hiểu. Dạ. Nó càng tu càng thương mới chết. Dạ. Thôi kệ cái số mình nó vậy thôi, ráng chịu ha. Số quý vị là phải thương sư phụ. Số sư phụ phải bị thương vậy thôi kệ, mình ráng chịu. Chứ sư phụ cũng biết làm sao vậy nữa. Chắc nó phản ứng cái gì hả? Phản ảnh đó phải không? Không biết tại sao vậy ha. Sư phụ cũng không hiểu á, tự nhiên nó vậy thôi ha. Hồi nhỏ sư phụ cũng bị người ta thương dữ lắm, từ nhỏ mấy ông thầy cũng thương dữ lắm, thương mà tới mấy người bạn cùng lớp họ ghét họ ganh á. À, đi đâu thì ta cũng thích lắm, thương mà cô sư phụ không biết tại sao. Bây giờ là số đông thương chứ hồi xưa là trong vòng bạn bè thương thôi, chưa? Không biết tại sao. Cái này không hiểu tại sao. Từ nhỏ nó có rồi chứ không phải bây giờ. Từ nhỏ nó bị người ta thương, đi đâu cũng bị người ta thương, người ta dòm, người ta thích. Không phải là đẹp chứ có cái gì người ta thích. Có duyên á, có duyên với chúng sanh á. Sư phụ nói chuyện tụi con
không thể nào quên được cái nói chuyện cười. Lời nói của sư phụ. À, yeah. Nói chuyện cười. Chắc đời đời kiếp kiếp có duyên với nhau mà phải không? Yeah. Ừ. Chắc vậy chứ sao kỳ mới gặp nhau thương liền à? Thương đại à? Sư phụ mà nghe cũng thương nữa. Sư phụ hát con cũng thương, mà sư phụ ngâm thơ con cũng thương được nữa. Ừ. Sư phụ nói gì cũng thương hết trời ạ. Thương quá trời luôn á. Thương giống như là con nít mà thương mẹ vậy á. Kìa dạ. Ha. Không bằng á. I don't know why. Quý vị nói hoài làm sư phụ mắc cỡ. Thôi thương lỡ rồi thương luôn đi cho rồi. Dạ, nói chi mất công hả? Lắm á. Ok, dạ. 10 giờ rồi nha. Rồi đúng rồi. Con... Sư phụ dạ, đi được rồi. Dạ thêm 10 phút nữa. Dạ thôi. Dạ, dạ thêm 10 phút nữa. Thêm mà nói gì đây? Dạ thì muộn ngầu cho tụi con ngắm. Hả? À, chuyện tao mắng mai 2 giờ mới truyền. Quý vị có muốn hỏi gì không? Hả? À, đi ngủ chứ. Ừ. À, con có một cái thể nghiệm. Ừ. Mà dạ con mong được có một ngày nào mà sư phụ rảnh rỗi như hôm nay để con thưa sư phụ. Thôi nói đi nói đi. Dạ. Ừ. Thưa sư phụ, con thì tu hành không có thể nghiệm nhiều, nhưng mà con như lời sư phụ đã nói là cái quan trọng nhất là cái cải biến trong cái tinh thần của mình. Ừ. Dạ, thâm tâm con, thanh thản. Dạ, cái đó con có. Ừ. Còn về cảnh giới âm thanh thì con dở lắm. Ừ. Nhưng mà có một ngày đó con ngồi con quán âm thanh. Ừ. Thì dạ, con có khấn Thượng Đế. Ừ. Tự nhiên trong chớp mắt con thấy một cái cũng như là cái kingdom. Dạ. Ừ. Kingdom. Kingdom. Dạ. Ừ. Mà ở trong đó thì có nhiều ánh sáng đẹp. Ừ. Lắm. Ừ. Mà có một vị ngồi mặc đồ trắng. Ừ. Dạ, thật cao. Ừ. Dạ, ở ngoài trước cửa thì có một cái arc-en-ciel là cái rainbow đó, sư phụ. Móng trời đó. À, dạ, ông trời năm màu thật đẹp. Ừ. Dạ, con chỉ thấy vậy thôi mà thưa sư phụ, như vậy là cảnh giới thật hay là giả? Ừ, cảnh giới trên. Dạ, con rất ít thấy sư phụ. Ừ. Dạ, con mấy tháng nay rồi con mong. Trời ơi, thấy một lần vậy cũng được lắm rồi ạ. Dạ. Đó cảnh Phật á. Ừ. Ngài A Nan mà đi theo Phật 25 năm mà thấy được con lần. Thấy cảnh giới Phật A Dục con lần. Sư phụ cũng như quý vị sư cô nói là lúc mình quán âm thanh đó thì không nên nghĩ tới cái ánh sáng. Không sao, tự nhiên nó lại thì không sao. Dạ. Ừ. Dạ. Thì cảm ơn sư phụ. Ừ. Hai cái đó tuy hai mà một, tuy một mà hai. Dạ. Ừ. Ngay lúc đó mình đâu có kiềm chế được mình được. Nó có dắt mình bỗng lên đó. Ừ. Mình thoát khỏi cái xác trần là mình lên cảnh giới cao đó. Đâu phải tự mình muốn đâu. Không sao đâu. Có cái gì thì mình thưởng thức cái đó. Ý sư phụ nói rằng mình đừng nên cố ý mà vừa quán âm thanh vừa quán ánh sáng nữa, sợ nó phân tâm vậy thôi. Chứ nhiều khi quán âm thanh cũng thấy ánh sáng, nhiều khi quán ánh sáng lại thấy âm thanh, nhiều khi hai cái lộn vô. Không sao hết. Okay. Nhưng mà cứ tiếp tục chú ý tới âm thanh. Còn cái lúc quán ánh sáng thì tiếp tục chú ý ánh sáng, mặc dù mình có nghe âm thanh. Đại khái nó như vậy đó. Very good hả? Khi mình thấy được một lần thôi mà nó cải biến hết cả con người của mình, cả cuộc đời sống của mình. Thôi cho tôi thăng nha. Ngồi hoài mệt quá. Hả? Ngồi hoài mất cỡ quá. Sớm gì nữa. từ ngày đi Đài Loan tới mà tới bây giờ thường thường là thức tới 3, 4, 5, 6 giờ sáng là chuyện thường. Đi cái chỗ mà Hare Krishna đó, họ mời sư phụ đi dự cái đại hội của Hare Krishna của họ đó. Dự xong rồi đó, họ đã dành sư phụ thì giờ thuyết trình rồi, buổi sáng một chút rồi buổi chiều 2 tiếng. Vậy mà tối họ còn đòi tới phòng sư phụ ngồi chật hết á, ngồi nói chuyện tới 3, 4 giờ sáng á. Nó cũng đâu có tha đâu. Cũng giống y học trò của mình vậy thôi. Hướng về Thượng Đế họ cũng niệm Phật rồi vậy. Dạ. Ừ.
Thưa là người Mỹ da trắng hay sư phụ? Da trắng. Dạ. Da trắng, da đen thì cũng có hết. Dạ. Nhưng mà cái thầy của họ là người Ấn Độ. Dạ. Bây giờ thầy họ chết rồi. Dạ. Có những người học trò lớn lên cầm quyền á. Còn mời sư phụ đi. Rồi nói chuyện xong rồi họ hỏi nhiều câu hỏi lắm rồi. Mà ban đêm cũng chạy ngồi đây chật nhà. Hỏi chuyện tới 3-4 giờ sáng không cho sư phụ ngủ á. Sư phụ tưởng đâu nó lại nó hỏi chừng tiếng rồi. Hỏi tới 3-4 giờ sáng không chịu đi. Tới đúng giờ 3 giờ nó 3-4 giờ nó phải đi ngồi thiền nó mới đi á. Nếu mà bữa đó không ngồi thiền chắc ngồi nữa. 5-6 giờ sáng luôn. Hồi 9 giờ sư phụ phải vậy còn phải trả lời tiếp cho nó nữa chứ. 9 giờ sáng đã đặt cái chương trình sẵn trả lời tiếp rồi chứ đâu phải không có đâu. Vậy mà dính tới cả đêm vậy. Ngồi chật một nhà. Không có chỗ đứng á. Cho người ta nhiều giờ. Bữa nào ở Costa Rica cũng 3-4 giờ. Bây giờ sư phụ mới đi. Có gì? Có gì? Bữa nào có gì? Dạ, bên Costa Rica. À cũng vậy á. Dạ, cũng 2-3-4 giờ sáng à. Dạ. Thưa sư phụ, nếu mà cha mẹ của người tu á. Dạ thưa sư phụ, nếu mà cha mẹ của người tu mà làm cái nghề sát sanh á sư phụ à, chẳng hạn như muối cá. Dạ rồi con mà như làm con mà tu nếu mà có giỏi thì mới cứu cha mẹ được chứ như tu dở sư phụ cứu giùm. Dạ, cha mẹ của quý vị quý vị phải cứu chứ. Dạ tu dạ không nổi làm sao dạ cứu cho được sư phụ cứu giùm. Có nhiều người cứu được có nhiều người cứu không được hiểu chưa. Thí dụ như bà mẹ của Mục Kiền Liên á, thấy không? Dạ. Mặc dầu Phật có thể cứu được 5 đời nhưng mà lọt 3 ra. 5 đời không có nghĩa là người nào cũng lên hết. Đúng chưa? Nghĩa là trong vòng 5 đời đó, đa số đều được lên. Nha. Chỉ trừ những người quá ác. Hoặc là như mẹ của Mục Kiền Liên đó, không tôn kính Phật, chưa? Chửi bới Phật. Không có có chút hướng thiện nào đó. Rồi lòng lại có đủ thứ si mê nữa, tham giận nữa. Chết rồi vẫn còn tham á. Cho nên nó khó cứu. Khó nhưng mà rồi cuối cùng cũng cứu được. Có nhiều khi phải lâu một chút vậy thôi. Ở Đài Loan có một người á, mà chú của người ta chết á, gọi là anh gì đó. Chú ơi anh nhiều quên rồi. Nó có nói trong tép á mà sư phụ quên. Đối với sư phụ chú như anh cũng như chú. Dùng đều là một chúng sanh thôi chứ không có cái cấp bậc, không có danh từ gì khác hay chưa. Đó, phân biệt nó khó. Sư phụ chỉ thấy nó là một cái linh hồn thôi. Mấy người đồng bóng lơ mơ đâu có dẫn lên nổi. Có nhiều người địa ngục quá là sâu đi. Nhưng mà cũng như hành chánh ở thế gian, hiểu chưa. Nhiều khi phải đợi thì giờ nó mới mới lên được à. Chứ đâu phải mình muốn là được liền đâu. Mặc dù sư phụ là ai đi nữa cũng phải đợi người ta làm việc chứ. Ví dụ một ông tổng thống phải không, anh là bạn của tổng thống nhưng mà anh phạm tội hoặc là không phạm tội gì đó, tổng thống can thiệp cũng được chứ không phải không có quyền can thiệp. Nhưng mà để người ta làm giấy tờ đó, người ta coi thử cái án như thế nào nó mới giảm khinh được, hoặc là người ta mới trả lời ông tổng thống được phải không, chứ không phải tổng thống không có quyền. Nhưng mà phải cô tôn trọng những người làm việc chứ. Thấy không? Ê, thủ tục chứ. Ví dụ bây giờ anh làm việc, anh bị cảnh sát bắt. Tới kêu tổng thống thì tổng thống cũng nói bây giờ anh đi tới cái ông cục trưởng đó ha. Hoặc là anh đem cái bức thư của tôi đến. Nhưng mà cũng phải đến ông đó chứ, nhờ ông đó. Nhờ ông cục trưởng chứ tổng thống đâu có tự mình nhảy vô trong đó mà lục hồ sơ rồi ra, rồi mở cộng rồi ra, mở nhà ngục cho người ta đi. Nhưng mà cũng có thể làm được. Trường hợp đặc biệt như ví dụ cái người đó họ trách sư phụ vậy đó, sư phụ phải tự thân đi xuống dẫn lên chứ. Bây giờ mấy người dẫn không được rồi, thấy chưa. Có những trường hợp đặc biệt như vậy, ví dụ như mẹ của Mục Kiền Liên không cứu nổi, phải nhờ rất nhiều người mới cứu được, ví dụ vậy đó. Hoặc là Phật cũng nghĩ rằng nó không tin mình thôi, ép nó làm chi hả. Nhưng mà sau này Mục Kiền Liên thành ra muốn làm cái trường hợp ép uổng nó thì phải kêu tất cả tăng chúng lại rồi đó. Bà không tin mà. Cũng được chứ không phải không được đâu. Cũng được. Nhiều trường hợp lắm. Ví dụ như có nhiều trường hợp mà đồng tu thì tu, nhưng mà người chồng không có tu.
tới phút cuối cùng ăn steak ăn thịt bò đấy. Rồi cái người đồng tu đó cầu cứu quá đi, sư phụ cũng phải cứu, ví dụ vậy đó. À, nhưng mà cực khổ một chút, mệt. Họ thấy nhiều lắm chứ. Ví dụ như cái đó là những chuyện của họ kể ra chứ không phải sư phụ kể chứ. Quý vị muốn ấn chứng những muốn có những cái bằng chứng của cái này phải lục mấy cái băng tàu ra coi. Chứ không phải sư phụ tự nói ra đâu, họ đã nói rồi. À, sẵn hôm nay quý vị hỏi sư phụ mới có dịp nói ra luôn. Thí dụ như có ông bà đó, bà tu rồi ông chồng bà không tu. Cái khi ông chồng chết mà ăn mặn á, cũng không có tin gì sư phụ đâu. À, không tin nữa mà mệt, không tin nhưng mà không có phỉ báng, không có chống đối. Rồi cái bà kêu mấy vị thầy tu Phật giáo lại đó, mười mấy vị vậy đó, đứng sáng rực vậy đó mà tụng kinh niệm Phật cả ngày cả đêm vậy đó. Ông thấy mặt ông cũng đen xì hoài à. Người chết đó đen thui hoài càng ngày càng đen á. Mà ở tàu nó tin rằng cái mặt đen chết mà mặt đen là đi xuống địa ngục á. Hiểu chưa? Bị nám á. Tại nó sợ quá, cái cuối cùng nghĩ là à thôi thôi cầu sư phụ coi có linh không. Hiểu chưa? Nó cầu thì gọi điện thoại tới sư phụ. Ừ. Cái lúc đó sư phụ sắp đi Hồng Kông rồi. Ừ. Nó gọi điện thoại thông qua điện thoại rồi á. Cái tự nhiên lần lần mặt hồng lên liền. À. Rồi có đứa nhỏ 9 tuổi ở trong nhà của bà đó, nó không tu, không phải đứa nhỏ tu, chưa bao giờ gặp sư phụ hết. À, chỉ có mình bà đó bà tu, bà âm thầm mà tu thôi. À, mà lúc đó sư phụ cũng chưa có nổi tiếng gì lắm. Còn ở trong cái nhà nhỏ nhỏ thôi. À, xuất gia thì có học trò xuất gia cỡ chừng 5-6 đứa. Học trò trại gia cỡ chừng 50-60 đứa. Rồi âm thầm ở trong cái nhà đó. Rồi cái bà đó thì gọi điện thoại xong sư phụ rồi, cái mặt nó lần lần hồng lên á. Cái đứa nhỏ trong nhà đó nó thấy sư phụ lại, sau này họ mới kể cho sư phụ nghe. Ừ. Thấy sư phụ lại sáng rực rỡ vậy đó. Rồi nhưng mà ở trong một phải xông qua một hoàn cảnh rất là nguy hiểm mới cứu được cái người chồng đó. Rồi cái đứa nhỏ nó thấy nó nói nó không biết sư phụ, nó đừng có đi vô đó, nguy hiểm lắm. Nó cứ là nó sợ sư phụ nguy hiểm. Ừ. Rồi cái mấy người nhà thấy nó, nghe nó nói vậy đó, không biết nói cái gì á, tưởng đâu là nó có bệnh gì thần kinh gì đó. Cái kêu nó lại hỏi, nó nói hồi nãy thấy có một vị người xuất gia lại cứu ông ngoại của nó đó, mà nguy hiểm quá thành nó mới la lên như vậy đó. Rồi mấy người tưởng đâu nó xúc động quá, nó bậy bạ đó, nó điên đó. Cái kêu nó đi khám bác sĩ nó đâu có gì đâu. Các bác sĩ nó bình thường, đo tất cả đều bình thường. Xong rồi cái gia đình nó mới đem cái đứa nhỏ đó đi tới một con thầy, cái thầy gì đó, thầy đạo sư đó, không thầy theo đạo đó, cho ông coi làm sao. Ông coi ông nói nhỏ đâu có gì đâu, nó thấy một vị Phật nào đó thành nó biết vậy đó chứ. Mà nhỏ hồi đó giờ chưa thấy sư phụ lần nào hết. Cái lúc đây bây giờ cái bởi vì cái gia đình nó rất tin cái người đạo sư này. À, mà cái vị đạo sư này bây giờ cũng thành đệ tử sư phụ rồi. Ừ, nhưng mà cái chưa, lúc đó là chưa, lúc đó chưa biết sư phụ mặt mũi hay sao hết. Rồi cái khi mà nghe ông đạo sư ông nói cái con bé này chắc nó thấy Phật đó, à thành nó mới như vậy. Cái người nhà mới lấy cái hình nhỏ, cái bà tu đó mới lấy cái hình sư phụ đưa ra cho nó coi. Phải hồi nãy dòm giống cái này không? Giống cái người ở trong hình này. Nó nói giống, đúng rồi. Bà này lại. À. Xong rồi cái... Rồi sau này cái... Không có ai dịch tiếng Anh cho, không có nghe hết vậy hả? Nobody translate for the English people? Terrible. I have told. Why didn't you sit over there? They translate over here. No, you. I'm too late now. Next time, okay? Next time, remember. Mm? This is all your fault. You don't take care of my guests. Mm. À, rồi cái sao nữa? You have to find people who are not having translation. Yeah, everyone must take care. Rồi cái sao cái người vị đạo sư đó ha? Vị đạo sư đó thấy cái hình đó xong rồi mới nói, à cái vị này tôi cũng có gặp rồi. Cái vị đạo sư đó, cái lúc tôi ngồi thiền á, vị này có lại thăm tôi vài lần.
cái vị này tên là Kim Quang Phật, cổ Phật. Cái lúc mà ngài mới lại lần đầu tôi không biết ngài tên gì, rồi tôi hỏi ngài tên gì đó, ngài nói là Kim Quang cổ Phật. Rồi cái tôi nói không biết tên của ngài, hồi đó giờ chưa nghe cái tên này lần nào hết. Cái rồi lúc đó mới biết là cái tên cái gì, Thanh Hải, cho ông coi. Cái ông đạo sư đó hồi xưa là cái lúc mà chưa gặp sư phụ đó, mà cái lúc chưa có gặp thằng bé đó nữa đó. Rồi nói vị này tôi không biết, là đúng là Phật sống á. Rồi xong cái người nhà đó tin quá rồi, cái biết rồi thôi đi về rồi, không có làm phiền thằng bé, không có muốn nó đi chích thuốc rồi nữa. Cái ông đạo sư đó sẵn dịp ông nói thêm là nếu mà ông chồng của bà mà được vị Phật này lại cứu là khỏe rồi đó. Giờ thoát vòng lao khổ rồi, nó họ mừng rồi đi về. Rồi cái vị đạo sư đó lâu ngày rồi cái lại sau này lại quy sư phụ đó, làm đệ tử đó, rồi xuất gia nữa. Bây giờ xuất gia nữa, cầu đầu. Ông kể chuyện vui lắm. Kể chuyện ông nói tiếng mà nhà quê của ông đó. Ông nói trời ơi, không có gặp sư phụ Thanh Hải, tôi sức mấy mà tôi cạo đầu, thí dụ vậy thôi không. Tôi là người đạo sư mà tôi theo ông Phật được, theo Phật giáo được. Tôi hồi xưa giờ cũng lần lẫy giang hồ vậy lắm. Và ông nổi tiếng lắm, một trong những người đạo sư nổi danh ở Đài Loan á. Biết không, cái đó khác. Nhất Quang Đạo là khác nữa. Nhất Quang Đạo là đạo khác, còn đạo là theo đạo lão kêu bằng đạo đó, nhưng mà nó ông nói giỏi lắm á, hồ phong hoang vũ rồi ghê lắm á, sai đậu thành binh rồi ghê lắm á, bắt ma bắt quỷ rồi sai thần sai quỷ rồi, giống như Tôn Ngộ Không vậy đó. Ghê lắm á, kêu thổ địa lên nói chuyện như là kêu mấy anh mà bồi ở trong nhà hàng vậy đó, chứ không nói chuyện thường. Dữ lắm á. Hồi đó ông nói nếu không gặp sư phụ thiệt thì tôi sức mấy mà tôi sức mấy mà tôi cạo đầu. Tôi là đạo sư mà, phải không? Nó vết tôi cạo đầu sao được. Mà cái này không phục không được. Nó ông kêu bằng kêu ông bắt đắc dĩ lắm, phải không? Kẹt quá rồi. Nói chuyện vui lắm. Có hình như tụi nó có thâu một cái băng của ông nói chuyện. Tiếng nhà quê ông vui lắm. Tiếng nhà quê. Cái chuyện nó như vậy, đúng chưa? Ý sư phụ nói là có người cứu dễ, có người cứu khó, chứ không phải là không cứu được, đúng chưa? Có người cứu lẹ, có người cứu lâu. Thì cái nghiệp chướng của họ nữa. Người mà sạch sẽ thường thường là thôi, 5-6 đời đi liền cái rụp. Truyền tâm ấn là đi liền á, không có để lâu. Truyền có nửa là đi rồi. Nhưng mà có nhiều người nghiệp nặng quá đi, còn phải lo giấy tờ gì lắm, phải xét xử. Rồi quý vị trong lúc đó quý vị có tu hành thêm đó, công đức nó bù đắp qua lại sư phụ xin xỏ ra nó cũng được. Nhưng mà cũng phải thương lượng dữ lắm á, hiểu? Chứ không phải Đức Phật không có đủ quyền lực cứu ngài mẹ của ngài Mục Kiền Liên đâu. Tại vì có thể là lúc đó Mục Kiền Liên không có sinh, hoặc bà mẹ không tin nữa, hiểu không? Rồi sau này Mục Kiền Liên có thần thông xuống địa ngục, thấy bà mẹ ở dưới chịu khổ đó, mới bắt đầu mới sinh. Sinh Phật mới tìm cách cứu dùng. Rồi bây giờ mình cứ làm cái kiểu mà bây giờ cái bằng cái gì đó, Vu Lan Bồn đó. Mình quên rằng cái Vu Lan Bồn ngày xưa là những vị đó là những vị thánh tăng. Này, hợp nhau lại, nó chú niệm nó có công đức. Thứ nhất, thứ hai là họ đã mới vừa nhập hạ kiết quan, họ kêu bằng cái gì đó, ăn cư kiết hạ xong, họ tu hành 3-4 tháng kỷ luật nghiêm minh đó, mỗi ngày ngồi thiền nhiều, cũng như mình ngồi thiền thất xong đi ra vậy đó. Lúc đó họ có công lực mạnh, cho nên họ phá được những cái địa ngục mà vô gián, họ phá những cái cảnh giới đó được. Đó. Còn thế nếu như những vị mà tăng thường thường mà không có tu hành nhiều đó, công đức ít á, thì không có cứu được những người đó đâu. Nhất là không có ăn cư kiết hạ, không có tu hành sung mãn, cái sức tu hành không có sung mãn, biết không? Thành ra khó lòng mà cứu chúng sanh, chứ không phải quý vị đâu không muốn cứu. Hoặc là không phải những vị đó không có lòng từ bi hả?
từ bi, nhưng mà nếu không có công đức thì cũng cũng kẹt à. Phải không? Thí dụ như quý vị cha mẹ anh em bà con quý vị cũng muốn cứu lắm chứ sao quý vị không có lòng từ bi được, nhưng mà cứu không nổi á. Tụi mình cứu mình cũng không xong mà cứu ai, thấy chưa? Ừ. Tăng mà cái thánh tăng và phàm phu tăng như vậy đó. Trong một cái pháp hội nếu có lộn thánh tăng và phàm phu tăng thì không sao, họ cũng chung sức nhau cứu được. Nhưng mà nếu chỉ có phàm phu tăng không là kẹt. Hả? Người thường cũng cứu không được, huống chi là kiểu mà một ngày một mẹ của ngày một kiện liên là về nghiệp chướng thâm thâm hậu đó. Hiểu chưa? Ừ. Người tu hành của mình cũng vậy, có người nghiệp chướng nặng, có người nghiệp chướng nhẹ. Có chuyện đó có chứ không phải không có. Nặng nhẹ là do cái quan niệm của mình hết. Tại nhiều khi trước giờ mình làm việc tội ác quen là từ đời đời kiếp kiếp mình làm quen rồi đó. Thành ra cái nghiệp mình nó nặng là sao? Mình không thể nào mình tha thứ cho mình được. Mình biết là mình tội lỗi vậy đó. Trong tâm mình biết. Nên cái đó kêu nghiệp chướng nặng. Đó. Chứ không phải ai trách cứ mình, không phải ông trời, ông Phật nào ông phạt mình. Lương tâm mình phạt mình. Cái bằng tòa án lương tâm đó hiểu không? À, cái đó mình nói theo tiếng Phật là nghiệp chướng đó. Nghiệp chướng là tự mình, cái quan niệm của mình. Cái đầu óc mình nó biết mình làm cái gì. Nó ghi lại trong cái A-lại gia thức đó, tức là trong cái chỗ mà nó có chuyên môn mà ghi chép những cái chuyện quá khứ vị lai của mình đó. Ghi rõ rõ rành rành đó chứ. Nó mình chạy trời không khỏi nắng là vậy. Chứ không phải trời Phật phạt mình nha. Rồi không ai tha thứ cho mình được nha. Nhưng cứ khi mình truyền tâm ấn đó, sư phụ dùng cái linh hồn, cái sáng suốt của linh hồn bên trong mà nói chuyện cho cái linh hồn sáng suốt của quý vị biết. Là quý vị nghe hồi đó quý vị làm vậy, chuyện lầm lỡ, chuyện trò chơi thôi, chuyện hí duyện thôi, nó đã qua rồi. Có những chuyện trò hát bóng thôi, chuyện cái vần cũng như là cũng như người ta hát cải lương ấy mà, người ta làm người này giết người kia, đổ máu, đổ ketchup về đó, đổ tomato đó, đổ cái gì đó, đổ cà chua đó, hoặc là nó nước son đó, vậy thôi chứ phun máu rồi cũng nước son thôi chứ có gì đâu. Tất cả những cái gì mà có phẩm chất đều là vô thường á. Đó là cái sư phụ dùng ở bên trong á. Cái linh hồn sáng suốt nói cho cái linh hồn sáng suốt của quý vị nghe, chứ không phải nói với cái đầu óc mà cái chỗ mà nó chuyên môn, nó ghi chép những cái chuyện lành dữ của mình. Cái đó nó có ghi hoài, nó để đó. Nhưng mà nói cho cái linh hồn mình nó biết, đừng dòm ngõ đó. Chỗ đó là nó ghi những cái chuyện mà tuồng hát mà hơn nào mà anh dòm ở đó rồi anh trách mình làm gì. Anh ở trên sân khấu anh đóng cái tuồng Thành Các Tư Hãng là anh đóng cái tuồng Bạo Chúa gì đó, kệ nó, bây giờ anh xuống rồi, hết rồi, quá khứ rồi, mình ngồi lên trách anh hoài nó là anh khùng. Thì thật ra nó có những người như vậy. Thí dụ cũng như nhiều khi đào hát bóng họ đóng những cái tuồng Vua Chúa quen, họ xuống họ làm việc rồi họ thấy họ không thích nữa, họ cũng cứ lơ lửng ở trong cái cảnh giới Vua Chúa của họ ở trên sân khấu hoài, thấy không? Tại nhiều khi những cái người đào hát cái đời sống gia đình của họ không được an ổn, cái đời sống tư của họ nó có vẻ không có được quân bình, thấy không? À, là bởi vậy. Mình có người mình cũng vậy, mình diễn tuồng nhiều đời đời kiếp kiếp rồi mình cũng quên đi, mình quên cái người thật của mình là ai vậy thôi. Nhưng mà khi này dùng cái lực lượng linh hồn bên trong nói chuyện với cái linh hồn của ông chủ nhân của mình, nó hiểu liền ấy chứ, đều đâu có thèm nói với cái đầu óc của mình. Đầu óc mình nó đâu hiểu gì đâu, nó là một cái máy computer, nó có gì nó ghi nấy, ghi rồi nó phát ra giống y vậy thôi. À, vậy rồi mình tưởng nó thiệt, cái linh hồn mình cứ dòm chuối mũi vô đó hoài thì cái đó tưởng nó đó là cái nó, nhưng mà nó chỉ là một người quan sát thôi, có hiểu? Ê, cái linh hồn của mình là một người quan sát thôi chứ đâu phải là cái người làm những chuyện đó. Nè, cũng như mà nhiều khi mình dòm cái chuyện phim ma rồi ở trên màn ảnh đó, mình rung người chứ, lạnh xương sống chứ, tối ngủ cũng còn nhớ hoài chứ. Đó là chuyện là mình biết là chuyện phim thôi đó, mà mình còn sợ tới mức vậy đó. Huống chi là mình tự mình coi hoài ngày nào tháng kia đủ thứ hình ảnh đó, thì dĩ nhiên mình quên mất con người thật của mình thôi. Quý vị có hiểu không? Cho nên chuyện tâm ấn nó sạch nghiệp là vậy. Tới nghiệp chướng vốn không có, nghiệp chướng vốn là không có. Tại vì linh hồn nó quên, nó cứ dòm vô đó hoài à. Rồi sư phụ mới biểu, ê dòm ở đây, dòm chỗ đây nè. Chỗ đây không nè, chỗ đây là có nè, sao cứ đi vô chỗ đó hoài vậy? Cửa không không đi mà đi cửa có à. Cái nó hiểu rồi, đập dây nó, bắt nó dòm ở bên này, nó dòm này cái nó không thấy gì hết. Đó là nghiệp sạch, hiểu chưa? À, có bấy nhiêu đó thôi à. Cũng như quý vị nhiều khi đi vô trong mấy cái gì đó, cái rạp xiếc à, nó có để mấy cái tấm kiến mà quái quái kỳ quái đó, mình dòm vô mình thấy mặt mày mà nó méo xẹo, quần áo mà nó đổi, thấy không? Nó cái thân hình mà nó ốm lại rồi nó to ra, chỗ này nó to chỗ kia nó ốm, thấy không?
Rồi cứ đứng dồn nó hoài, tưởng đâu mình vậy. Dồn riết rồi cái tưởng mình vậy, quên đi, quên đi. Cứ dồn cứ bằng quan sát hoài thôi. Nó ố sao cái mắt tôi nó xếch lên vậy nè ha. Sao cái lỗ tai tôi nó bự ra chỗ này ha. Sao cái hình tôi nó như vậy vậy. Cứ dồn hoài thấy kỳ quái hoài, nó cứ đổi tới đổi lui hoài thấy không. Thì mình xoay qua cái nó đổi, xoay tới cái nó đổi thấy không. Mình tưởng cái hình dáng mình vậy là mình thấy hấp dẫn không. Cứ dồn hoài, dồn hoài riết mình quên con người của mình bên ngoài nó đẹp. Rồi cái lâu rồi dồn riết rồi buồn bã khóc lóc thí dụ vậy đó. Có người bạn lại dỗ ra nó hay dồn bên này nè, đừng dồn đó, thấy không, nó hết chứ có gì đâu, vốn là không mà. À, đưa cái gương khác dòm thấy biết liền. À, cái đó là quan niệm, cái linh hồn của mình nó hiểu, nhưng mà phải có người khác hiểu chỉ cho mình vậy nó dễ hơn, chứ hai người mê hết làm sao cứu nhau. À, có người tỉnh người mê vậy đập vai nhau hiểu dắt đi ngõ khác chứ gì đâu. Thành ra tại sao mà không tin là nghiệp, không tin là rửa nghiệp được, được chứ không được, nghiệp chướng vốn không có, chỉ là cái hoán tưởng của mình, những cái ảo ảnh của con người mà thôi. Cũng như ma, họ nghĩ rằng họ có thân thể mà thôi, rồi họ đòi ăn đủ, mà lại họ đòi ôm vợ ôm con, mà vợ con không có cảm thấy gì hết, rồi họ buồn họ bực. Đó là tại lỗi của họ, không có hiểu được cái thân phận của họ. Vậy thôi, cũng như mình vậy, mình không hiểu cái thân phận của mình. Khi hiểu ra rồi đâu còn gì nữa đâu, ảo tưởng hết, tất cả đều là ảo tưởng. Nhưng mà có vậy nó mới vui. Nếu con không có gì hết thì cũng buồn. Cái vũ trụ không có gì hết, tất cả đều là không hết. Làm gì có bà chính, làm gì có bác tám, làm gì có chả giò nem nướng rồi này kia ha, mất hột sen rồi vậy cũng đỡ chứ ha. Trong cái cuộc sống mà kêu bằng nó còn trường cửu vĩnh viễn đó, mà nếu không có cái này cái kia thì làm sao mình sao qua ngày qua tháng không. À, có chỗ này. Cũng như mình ở ngoài đời mình, nhiều khi mình có tiền ha, cuộc sống mình thông thả sáng suốt ha, vậy mà mình cũng bỏ tiền ra để mình đi coi hát, coi đó toàn là tuồng gì đâu, chém nhau giết nhau khóc thôi, mùi mùi mẫn mẫn ha, người này hại người kia, người kia giật gia tài của người đủ, vậy mà vui đó, khoái á, vậy mà trả tiền đi coi chứ. Nè, đời sống sung sướng không có chuyện gì làm, cứ đi coi mấy cái chuyện mà cực khổ buồn bã vậy, rồi ngồi đó khóc mùi khóc mẫn, còn mất tiền nữa, mất thì giờ nữa, rồi còn phải lái xe đi trong tuyết trong sương mà đi coi nữa, có thấy không? À, thì cũng y như vậy thôi. Cái cuộc đời trường cửu vĩnh viễn này nếu không có cái, những cái hỷ lạc ai ố, nhiều khi mình buồn, cho nên mình vẽ vời ra đặng mình coi, mình làm tuồng ra mình coi, tất cả đều do tâm tạo hết, do mình muốn, mình chơi, mình vui trong cái cảnh trường tồn vĩnh cửu, cho nên không có người nào xấu, mà không có người nào tốt, tất cả đều là diễn tuồng. Nhưng mà khi đã diễn tuồng thì cái trên sân khấu thì nó diễn tuồng xấu thì phải có hậu quả xấu chứ, thấy không? Mà cái người mà tốt thì được hậu quả tốt chứ, cái đó là luật công bình của sân khấu á. Thì bây giờ vậy thôi, nó kêu nhân quả vậy thôi. Người biết thì cười vậy đó, người không biết thì buồn khóc. Nhưng mà nhiều khi người đã biết rồi nhưng mà vì những người đó buồn khóc cũng buồn khóc theo. Thí dụ như quý vị ở đời sống không có chuyện gì buồn, giàu có lắm, nhưng mà đi coi cái phim mới thấy cái người đó nghèo quá, nghèo mà tới nó bệnh mà không có thuốc uống, rồi nằm gục ở bên đường á, nhiều khi cũng buồn rơi lệ, thấy không? Thấy người đó than thở, thấy không? Cái người mà đào hát ở trong đó than thở mùi mẫn quá, rồi mình cũng rơi nước mắt hết chứ. Nhưng mà mình đâu có nghèo như vậy, mình là triệu phú thí dụ đi, như mấy bà triệu phú, mấy bà phu nhân đi coi hát cũng khóc mùi chứ, quý vị có hiểu chưa? Đó, cho nên nhiều khi sư phụ biết cái đời nó giả tạm, nó nhân quả, nó là hí trường, nhưng mà sư phụ cũng khóc chứ. Trong cái khóc nó có cái vui, trong cái mê nó có cái tỉnh. Còn người thế là chỉ có mê mà thôi, chỉ có khóc mà thôi chứ không có vui. Sư phụ có hai mặt, hiểu chưa? Hai mặt cùng một lượt đó. Còn những người thế chỉ có một mặt thôi. Còn Phật ở trên kia mà không có xuống thế, chỉ có một mặt vui thôi, không có mặt buồn. Còn vật tại, những người ở tại thế mà cứu nhân độ thế thì có hai mặt, một mặt người và một mặt Phật. Mặt người để mà thông cảm với tình cảm của con người, mặt Phật để mà dùng cái trí huệ độ những người đó. Nên hai bên đều có hết. Thành nên những vị Phật tại thế có quyền lực lớn hơn những vị Phật ở trên trời, những vị Phật mà không tại thế. Cho nên mình cầu những vị Phật tại thế nó linh hơn, nó lẹ hơn, tại họ gần gũi mình hơn, họ có hai quyền hai bên hết, họ có hai cái trạng thái, họ hiểu được hai mặt. Quý vị có hiểu chưa?
Còn mình theo những người trần tục thì mình chỉ có nhiễm những cái trần tục của họ thôi, hiểu chưa? À, còn một vị Phật là nhiều khi họ có những làm những chuyện giống như trần tục, nhưng mà họ có những cái cao đẳng hơn nữa hai bên. À, còn những người trần chỉ làm có bấy nhiêu, có trần thôi chứ không có Phật. Còn những vị Phật đã quá khứ rồi, hoặc là những vị Phật chưa ra đời, họ chỉ có Phật thôi mà không có trần, nếu mình nói họ không hiểu. Thí dụ người giàu làm sao hiểu người nghèo. Anh sinh ra từ gia đình giàu có mà mấy người kia nói chuyện nghèo, tức là họ biết nghèo là cái gì nhưng mà không thể hiểu được. Cũng như thế giới tự do đó, họ không hiểu được những người tị nạn cộng sản, tại họ không có sống trong thế độ cộng sản. Chứ không phải họ ác, cũng không phải họ lạnh lùng. À, muốn nói cho họ hiểu cái chế độ cộng sản của những người tị nạn, hoặc là những người tị nạn phải cực khổ lắm, phải nói dữ lắm, phải tranh đấu dữ lắm, nhiều khi phải tự sát rồi họ mới hiểu một chút đỉnh á. Hiểu chưa? Mình không có nên trách họ được, tại họ không hiểu. Chuyện của quý vị hiểu làm sao họ hiểu được? Người giàu làm sao hiểu được người nghèo? Thành ra Phật mà muốn cứu chúng sinh phải xuống làm người, chứ không có đứng trên kia được, không có hiểu gì chứ á. Quý vị coi cái phim, cái kinh A Di Đà Phật có thấy rồi ha. Thí dụ kinh A Di Đà Phật có nói cái cảnh giới đó, cái tiếng khổ cũng không nghe được nữa, chứ còn hà huống gì mà kinh nghiệm được cái sự khổ, thấy không? Cái cảnh đó không phải Phật là như vậy đâu, tất cả những công dân của Phật ở trên nước đó đều cũng vậy, tiếng khổ nó cũng không có nữa, nó không biết cái tiếng khổ nó không có trong từ điển của nó, làm sao nó hiểu khổ là cái gì đó. Cho nên hai cảnh giới hoàn toàn khác nhau, không thể thông cảm nhau được. Cũng như bây giờ nói cảnh giới ma đây, hồi nãy quý vị nghe cái chuyện nói cái nhà mình đây có ma, hồi trước mình chưa đến nó có ma, thấy không? Cái cảnh của ma họ hiểu ma, mình hiểu mình, hai cái cảnh không thông cảm nhau được. Cho nên nhiều khi họ muốn lại họ thông cảm với mình mà cũng khó. Nên họ muốn lật chân lật dây mình, họ nói anh đến bao giờ, nó đâu đến, nhiều khi muốn nói chuyện mà nói không được, thì nó mới có cái cảnh lật tới lật lui hoặc là la kéo chân kéo cẳng nha, chứ không phải họ chọc ghẹo gì mình. Họ thấy mình lâu quá rồi, mấy mười mấy năm không có ai lại đây hết trơn à, đâu có đụng cái có đâu, mấy ông đầu trọc chạy tới họ còn không giống ai hết à, thấy không? Rồi tối ngày cứ ngồi xếp bằng đó à, rồi cạo nhà cạo cửa ha. Hồi đó về nhà cửa họ dơ giấy, họ không có ngờ đâu, mà bây giờ có người lại sơn phết đẹp đẽ thì họ cũng mừng, hoặc là họ cũng háo kỳ, họ muốn hỏi, ông đập dây hỏi anh ở đâu đến, anh làm gì vậy. Nhưng mà họ không thể nào mà giao cảm với mình được, tại vì cái thế giới của họ nó khác, rồi cái thế giới mình nó khác, là nó hai bên cứ u ớ vậy đó, rồi biết hình như biết có người đó nhưng mà không có thể nói nhau được, hiểu chưa? Đó, thành ra cho nên người ta mới thích Phật tại thế là như vậy đó. Chứ còn Phật trên kia nói họ khó hiểu quá, lâu lắm. Chứ nếu không thì Phật xuống trần làm gì, ở trên đó đánh điện xuống cũng được, ở trên đó cứu được rồi, xuống chi cho nó mệt, cho nó khổ cái thân. Nếu mùi trần ai cũng xuống rồi cũng đóng tuồng với nó. Dạ thưa sư phụ, cảnh giới Di Đà là mà cảnh giới Phật mà có cảnh giới thứ hai. Dạ, dạ thưa sư phụ, bữa Đức sư Đồng Kiếm nói gì có cái gì cảnh giới thứ hai? Dạ bữa sư Đồng Kiếm, sư Đồng Kiếm, sư Đồng Kiếm nói, hỏi sư Đồng Kiếm hỏi sư phụ hả? Cái đó sư phụ hình như hồi trước có nói rồi, ở New York có nói rồi, thứ hai thứ ba gì đó phải không? Không phải nói cảnh Tây Phương đâu, có kệ nó, mà cảnh gì cảnh. Mình tu mình đi lên cảnh thứ năm là biết rồi ha, so sánh phê bình gì cho nó mệt. Ok. Bò lên tới cảnh thứ hai là vui lắm rồi, ngỡ đó mà còn chê nữa, sợ không lên được tới đó chứ. Very good, I give you. Sư phụ đã ngồi quá 40 phút rồi, thấy không? Bây giờ hết cầu mong rồi ha. Ok, good.